dạ uh, kính thưa các uh, quý thầy cô và các anh chị lãnh đạo khoa phòng cùng với các anh chị nhân viên y tế ở các khoa phòng thì nằm trong cái uh xu hướng chung thì lâu nay là cái quy trình thủ tục này mình đã được ban hành và áp dụng rồi tuy nhiên chưa được triển khai tập thì vừa rồi uh, phòng quản lý chất lượng đã cập nhật những cái quy trình này theo hướng dẫn của bộ y tế của sở y tế và áp dụng tại bệnh viện như đồng một thì trong quá trình mà mình làm lâu nay nếu mà có bất kỳ những cái khó khăn hay vấn đề gì thì cũng được giải đáp trong cái quy trình này để tránh mà mình là khi mà mình gặp sự cố tại khoa mình thì mình sẽ có nhiều cái thắc mắc thì uh, uh, đây cũng là nội dung trong cái chương trình kế hoạch tiếp theo là mình sẽ uh, kiểm tra kiến thức về vệ sinh tay cũng giống như là nội dung của bộ quy trình B100 này trong cái uh, chương trình của kế hoạch vệ sinh tay và được tổ chức thi vào ngày 22 tháng 12 và trao giải thưởng vào ngày 23 tháng 12 ạ. À. Và để không mất thời gian thêm nữa, mời bác sĩ Đỗ Văn Niệm sẽ bắt đầu buổi tập huấn triển khai và hướng dẫn tiếp khu dung điều trị và phòng chống dịch trong tình hình. Là, Niệm xin phép được bắt đầu Kính thưa tất cả các anh chị Thì theo phân công thì Niệm sẽ triển khai cái 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 buổi tập huấn uh, Về hướng dẫn tổ chức thư dung điều trị và phòng chống dịch trong tình hình mới Nội dung nó sẽ gồm có cái quy trình B Covid-19-100 Và các hướng dẫn Nó gồm có khoảng 10 hướng dẫn Thì uh, chắc là mình cũng phải... Uh, điểm qua một tí xíu là À, trước đây có nhiều thứ mình cũng đã quen rồi hai năm mình chống dịch hai năm nay rồi thành ra có nhiều từ nghe nó quen lắm ví dụ như là vùng đỏ vùng xanh vùng gì đó rồi bình thường mới rồi khi nào giãn cách xã hội tuy nhiên là hiện nay những từ ngữ đó nó thay đổi về nội hàm rất là nhiều nên chúng ta để ý uh, trong quá trình uh, triển khai thì niệm sẽ có đưa ra một số cái uh, uh, thông tin để cho mình phân biệt giữa trước đây và và hiện giờ Tức là sau ngày 1 tháng 10 nó thay đổi những nội hàm những khái niệm này thay đổi rất là nhiều. Nếu chúng ta không có nắm nội hàm những cái từ này thì chúng ta sẽ có thể sẽ áp dụng sai. Thì cái phần trình bày của niệm sẽ đi qua ba cái phần chính như thế này. Thứ nhất thì sẽ điểm rất là nhanh cần thiết tại sao chúng ta phải làm. chúng ta cũng phải biết định hướng mục tiêu chung. Cái này gọi là chung của cả nước mình, của ngành y tế và cái cuối cùng đi vào cái hướng dẫn về về thủ tục thì tại sao nó cần thiết bây giờ nói dịch xâm nhập bệnh viện thì nó quá bình thường rồi ha nó xâm nhập thiệt một ngày hiện nay là mỗi ngày ở ngoài khoa khám bệnh của mình á nếu mới vô á, là khoảng chừng 5 tới bảy chục mới còn nhân viên mình mấy bữa nay á, là khoảng chừng mỗi ngày trung bình là khoảng chừng năm anh chị bị loại khỏi tạm thời loại khỏi cuộc chiến đấu đi du lịch khoảng mười mấy ngày đó ha nó xâm nhập vô không khỏi nói nữa ai cũng biết cái phần này nó quá rõ rồi và nhiều khi niệm nói đùa là nói bây giờ là sống chung với covid thì phải xung quanh chúng ta phải có covid mới sống chung chứ nó không có là zero covid rồi phải chuẩn bị tinh thần đó cái thứ hai là dự báo dự báo thì nó chắc là khó lường có thể tốt rồi năm sáu tháng nữa hay ba tháng nữa tự nhiên nó biến mất giống như được rồi ở nhật không ai biết được nhưng mà có thể nó sẽ kéo dài mà cái chắc là khả năng kéo dài nó nhiều hơn thành ra chúng ta phải có một cái phương án nào đó rất là chủ động rất là linh hoạt để làm sao thực hiện tốt nghị quyết 128 của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt và phòng chống hiệu quả dịch covid 19 trong đó là có cái chuyện làm ăn kinh kinh tế nữa phải làm sao cho cái hoạt động khám chữa bệnh thông thường không có bị ảnh hưởng sự cần thiết chắc là niệm chỉ điểm qua một số nội dung như vậy thôi Bây giờ các anh chị nhìn đây cái biểu đồ đây là biểu đồ về tỷ lệ dương của xét nghiệm test nhanh ở khu khám. Mình thấy là từ hồi đầu tháng 7 ở cuối tháng 7 mình bắt đầu làm. Tỷ lệ nó khoảng chừng uh, lúc đầu khoảng 10 15%, sau đó nó giảm xuống rất sau ngày 1 tháng 10 mình thấy rất là thấp ha. Ngày 4 tháng 10 là mình chính thức đổi cái chiến lược là chỉ xét nghiệm người có triệu chứng hô hấp thôi. Tỷ lệ cũng khá là thấp. Có mấy phần trăm là dưới 5%. Sau đó tăng dần, tăng rất là nhanh và tới cái một lúc cao điểm khoảng từ ngày ngày 20 25 tháng 11 á nó có ngày lên tới 25 phần trăm và hiện nay thì xu hướng nó đang giảm lại giảm lại nhưng giảm rất chậm nếu tình hình mà tốt thì có khi là bốn tuần nữa tình hình sẽ dễ dàng hơn Nhưng hiện nay tình hình cũng rất là căng đây các anh chị nhìn cái sơ đồ thu gọn lại nhìn cái đường màu đỏ ở chính giữa đó là cái đường gọi là moving average chu kỳ 7 tại vì covid mình là họ tính đánh giá uh, rủi ro đó là, là lấy cái cộng dồn 7 ngày lấy, lấy theo tuần uh, lấy tuần này cộng với tuần trước chia ra chia trung bình ra để mà ước lượng thành ra ở đây là dự báo sử dụng cái mua average chu kỳ 7 thì mình thấy nó đã qua cái đỉnh cao khoảng cái từ 25 á, uh, là nó đỉnh cao uh, sau đó nó giảm giảm xuống nhưng nói nó giảm thôi chứ hiện giờ nó tỷ lệ dương trung bình đang khoảng 15 phần trăm nghĩa là rất là cao các anh chị 100 bệnh nhân vô thử là 15 người dương Tỷ lệ là rất cao Nhưng mà xu hướng này thì hy vọng là khoảng 4 tuần nữa Có thể nó sẽ trở về cái mức là 10% Phần thứ hai mình phải tìm hiểu một tí xíu về những cái chiến lược chung Của nhà nước mình Của hệ điều trị Và mình cũng biết là những cái phương châm hay là những cái trọng tâm hiện nay thì Ngành mình đang làm cái gì Thì mình mới có cái Hòa nhập cho cái công dụng trong dịch chung của thành phố. Đó. Về chiến lược chiến lược chung hiện giờ là có ba cái 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 hướng cái, cái, nhiều cái thứ đi nhưng mà liên quan tới mình niệm Chính đề cập ba thứ. Thứ nhất về dự phòng. Dự phòng thì chắc là vẫn phải còn phải phát hiện sớm rồi truy vết cách ly phân vùng. Tuy nhiên lưu ý hiện giờ người ta khoanh rất là hẹp. Ở cộng đồng nhà nào bị thì ta niêm nhà đó thôi chứ hồi đó ở khu phố đó có một cái lóc lui khu phố. Bây giờ rất là hẹp thì trong bệnh viện mình mình cũng mình thận trọng nhưng mà mình cũng không nên quá hoảng sợ đến mức mà mà mình phải lóc rất là là nhiều phòng nào bị nếu mình giãn cách bình thường mình giãn cách tốt thì phòng bệnh nào bị có f không thì mình tạm thời mình khóa phòng đó lại trong thời gian mình xử lý là nó rất là hẹp thứ hai ở bệnh viện cộng đồng thì thực hành 5 k vẫn là luôn luôn là cơ bản là nền tảng thì có một số khoa phòng mà bị có lây nhiễm nội viện là mình mình thấm cái này rồi giãn cách có điều kiện vì có khoa nói là bây giờ biểu 2 mét cái giường ở đâu mà có thì cái đó là tình hình bệnh đông lên thì mình phải giãn cách có điều kiện nghĩa là khi có đủ điều kiện thì tốt nhất là mình giãn cách cho đúng chuẩn còn khi mà tình hình nó đông lên thì mình sẽ phải linh hoạt mà các anh chị lưu ý là bệnh nó chỉ đông lên khi dịch nó ổn cái này luôn luôn là nó có cái tỷ lệ nghịch nên chúng ta không quá lo cái thứ ba ở bệnh viện cộng đồng thì chúng ngừa hiện nay có hai nhóm mà thành phố đang triển khai Ờ uh, là gọi là trọng tâm á, là trẻ em hiện giờ mới tiêm cho trẻ từ 12 tuổi trở lên hy vọng sắp tới sẽ tiêm cho trẻ nhỏ hơn chúng ta sẽ đỡ hơn và tiêm mũi tăng cường cho người trên 65 tuổi và trong đó có nhân viên y tế thì nhóm nguy cơ cao cũng được tiêm mũi ba về mặt điều trị thì vẫn hiện giờ vẫn còn cái xu hướng vẫn à, cái cái định hướng chung vẫn là điều trị bệnh nhân nặng để giảm tử vong nhưng mà muốn làm được cái tốt cái này thì những cái khu điều trị chuyên về covid phải không phải bị quá tải quá mức muốn làm đó thì phải phân tầng điều trị cho nó tốt cho nó đúng và một điểm nữa ở cộng đồng thì phải nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở để cho người bệnh có thể người nhiễm có thể tiếp cận cái dịch vụ điều trị một cách kịp thời thì mới có thể giảm cái tử vong Vậy thì mục tiêu của hệ điều trị là gì? Mình ở trong bệnh viện thì sẽ nói về mục tiêu của hệ điều trị có ba cái nhóm mục tiêu mục tiêu thứ nhất là phát hiện được sớm muốn có phát hiện sớm thì khâu khai báo y tế sàng lọc là phải làm tốt hiện giờ thì cái chiến lược sàng lọc của mình đã thay đổi khá là nhiều so với giai đoạn trước lúc đầu thì mình chủ yếu là dịch tễ rồi sau đó là mình xét nghiệm là một trăm là sàng lọc và xét nghiệm sau khi tình hình trở về bình thường mới mình đã chuyển qua xét nghiệm uh, sàng lọc bằng lâm sàng anh chị sàng lọc lâm sàng là cơ bản nhưng không vẫn không bỏ dịch tễ dịch tễ vẫn có vai trò của nó và chỉ xét nghiệm chọn lọc là xét nghiệm những người có dấu hiệu lâm sàng thôi thì chỗ này là lưu ý các anh chị ba yếu tố dịch tễ của mà người ta để ý tới của covid là nó gồm có là ba chỉ chữ c thứ nhất là tiếp xúc gần lơ công tắc tiếp xúc gần thì là không có phương tiện phòng hộ tức là mình không có khẩu trang hay gì đó các anh chị quá rành cái phần này rồi cái thứ hai là không gian kính khi có mình truy vết mình phải nhớ cái phần này nếu không gian kính thì coi là họ có mang cái khẩu trang để phòng ngừa lây trong không khí không n95 đúng chủng không về lâm sàng thì triệu chứng hô hấp hiện nay là triệu chứng hô hấp bắt buộc phải 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 xét nghiệm ở đầu vào nhưng lưu ý là vẫn còn khá nhiều trường hợp là chúng ta có thể do covid rồi để À, sốt để nhầm sốt sốt huyết tay chân miệng tại vì dịch ở trẻ em nó còn nhiều thứ nó nữa nó có triệu chứng nó rất là giống chúng ta lưu ý cái phần đó cái thứ hai là mục tiêu thứ hai là giảm lây lan ờ, có một số anh chị đặt vấn đề bây giờ có cần nó nhiều quá đâu bây giờ có cần phải truy vết nữa không cần chứ nếu không thì nó sẽ tình hình nó lây lan nội viện thì sẽ khó hơn rất là nhiều và nó quan truy vết trong bệnh viện nó vẫn quan trọng đến mức bộ y tế phải có hẳn những cái quyết định hướng dẫn chuyên để mà làm cái này ở trong bệnh viện. Sao tự nhiên nó tắt màn hình hả? Nhờ cái hoạt động truy vết này, nếu chúng ta làm tốt thì chúng ta mới có thể khoanh vùng hẹp một cách hiệu quả và kịp thời cách ly những cái người uh, tiếp xúc gần. Nếu chúng ta không làm tốt cái điều này thì vô tình chúng ta là vi phạm luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Thì là ở phần cuối, niệm sẽ tích một số điều chúng ta thấy tại sao mà chúng ta phải làm cái phần đó nếu không chúng ta sẽ vi phạm như hồi sáng là giám đốc cũng có nhắc cái vụ mà nhân viên y tế mình mà về địa phương mà không khai báo với y tế cơ sở đó là vô vô tình chúng ta sẽ vi phạm luật phòng chống bệnh truyền nhiễm mà có gì xử lý chúng ta rất là khó khó nói mục tiêu thứ ba là giảm tử vong để giảm tử vong thì phải phân loại nguy cơ cho đúng thì bộ y tế vừa có một cái quyết định rất là mới đó là 5 năm 2 năm mới đây thôi mới đầu tháng 12 về phân phân loại nguy cơ đã thay đổi nếu chúng ta phân loại nguy cơ không đúng thì sẽ phân tầng điều trị sai và như vậy thì có thể sẽ ảnh hưởng đến một là bỏ sót thì ở ngoài cộng đồng nặng thì sẽ làm có thể làm tăng tử vong hoặc là mình cho vào nhiều quá thì sẽ không có đủ nguồn lực để tập trung điều trị nặng người bị bệnh nặng thành ra sẽ khó thực hiện cái mục tiêu giảm tử vong từ đầu tới giờ thì cả nước mình là luôn theo cái phương châm bốn tại chỗ trong cái chống dịch, cái gì cũng bốn tại chỗ hết đó. Thì ở đây niệm xin mượn một số cái chữ gọi là cho nó vui vui để để cho, cho các anh chị dễ nhớ. Thứ nhất chỉ huy tại chỗ là di lê lãnh đạo khoa phòng bộ phận chỗ nào giao chỗ nào mà người nào làm điều phối chỗ đó nó phải chủ động có kế hoạch, có chủ động chứ không phải tới lúc đó mới suy nghĩ phương án nó phải có những kịch bản sẵn. Điều đó được bộ y tế yêu cầu ở trong công văn có cái số rất là đẹp đó là sáu cái số 6 bốn cái số 6 của bộ y tế môi trường cái này là bộ y tế chỉ đạo cái công văn này là triển khai phương án phòng chống ở các cơ sở không phải chỉ có y tế không tất cả các cơ sở khác đều phải thực hiện cái công văn bốn số sáu này thứ hai là lực lượng tại chỗ nói nói thiệt chứ nó xảy ra chuyện gì chờ người ta tới cứu là lâu lắm chỉ có mình tự cứu đi khoa nào thì sau khi mà làm một thời gian mình thấy là có những khoa khi có F0 nó làm rất là tốt, rất là gọn gàng. À, trong khi cũng có khoa thì nó không ổn cho lắm. Nên chúng ta phải là, phải 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 bám sát vào cái phương án bốn phương châm bốn tại chỗ này. Phương tiện tại chỗ, mọi thứ phải luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng có thể chuyển qua chuyển lại sử dụng. Tức là có thể lên thang xuống thang theo tình hình dịch. Và cái cuối cùng họ cần tại chỗ cái này là phải phân vai rất là rõ ràng ai làm cái gì nó có kịch bản rõ chứ không tới đó không biết ai làm cái gì thì rất là rối ở đây là niệm xin tích một cái đoạn đầu nói về mục đích yêu cầu liên quan đến cái công văn số 466 46, ha cái này thì cái anh chị mà hàng mỗi hai tuần mà nhận được cái biên bản đánh giá về bệnh viện an toàn á, thì thường thấy nhắc là là mình chưa có triển khai đầy đủ cái công văn 466 thì bữa nay đã nên giới thiệu cái công văn này một tí xíu để cho anh chị biết. Bây giờ chúng ta đi vào phần chính đó là quy trình thủ tục. Cái nội dung này nó khá là dài và vì văn bản gọi là cái nhóm tài liệu mà thuộc gọi là tài liệu quản lý quản lý và quản lý chất lượng á, thì người ta không có viết ra để cho mình học thuộc nó nó dài cả cũng không có không có quan trọng ờ, và mỗi lần mình sử dụng á nó có thể có những cái tài liệu nó mấy chục trang thậm chí nó hàng trăm trang nhưng mỗi lần mình sử dụng mình chỉ sử dụng có phần trang hai trang à trong cái tình huống đó thành ra mình phải biết cách tài liệu đây là gọi là tài liệu tham chiếu khi cần thì mình tham chiếu chứ không phải thứ mình phải nhớ mình phải thuộc nên là lưu ý cái điểm thứ nhất mình lưu ý cho đó thành ra mình phải có cách tra gì đó rất là nhanh và đợt này thì phòng quản lý chất lượng thì đã thí điểm đưa lên cái trang mà đào tạo á có một cái mục gọi là đào tạo QMS á thì trong đó nó có một cái thẻ cho cái tài liệu này thành nó hy vọng các anh chị với cái điện thoại di động có kết nối internet thì hoàn toàn có thể ở bất kỳ chỗ nào có thể tham khảo và tham khảo rất là nhanh tại vì nó chỉ có tham khảo có đoạn ngắn đó thôi đọc cái đoạn đó thôi chứ không cần phải đi đâu cho nó kiếm cho nó nó mất công thành ra nội dung á nó sẽ gói gọn ở mấy chuyện thứ nhất là hệ thống sàng lọc phân tầng điều trị đó là cái trục chính đối với khoa nội trú thì có quản lý khoa vùng xanh và khoa vùng xanh ở trong cái tài liệu cập nhật này nó cũng khác rất nhiều so với khoa vùng xanh hồi xưa vùng xanh hồi xưa tương đương tương đương với cộng đồng bình thường mới là không có covid không có cái ca bệnh còn hiện nay bình thường mới của mình là ở cấp độ 1 Tức là ở bình thường mới mình rất là nhiều cấp Nhưng mà cấp độ nhỏ nhất nó là xanh á Phân loại xanh là dưới 20k trên 100 ngàn Anh chị thấy là khái niệm cái vùng xanh rồi Rồi bình thường mới bây giờ là nó thay đổi rất là nhiều Thành ra quản lý khoa vùng xanh là theo kiểu bình thường mới bây giờ Chứ không phải bình thường mới mấy tháng trước Và cuối cùng là khi có F0 thì xử lý như thế nào Đó là những nội dung chính Và phần cuối niệm cũng trao đổi về cái phần đánh giá rủi ro như thế nào uh, cho nhân viên y tế cũng như một số điểm liên quan đến quản lý nhân viên y tế uh, là người nhiễm người tiếp xúc gần. Thì như niệm nói ở cái phần lúc lúc nãy uh, bộ y tế yêu cầu mình phải triển qua, triển khai công văn 466, 466 là nó có phương án có kịch bản rõ ràng luôn nha, thì mới mới đạt yêu cầu thì trước đó ở cái khoa mình cũng có một số khoa là đã xây dựng những phương án khá là cụ thể. Nếu có F0 thì di chuyển ra hàng xa mọi thứ là đường đi nước bước là khá là rõ nhưng một số khoa thì làm chưa tốt lắm. Thì trong cái đợt uh, triển khai của quy trình này thì niệm lưu ý các anh chị mấy điểm. Điểm thứ nhất, nếu đúng nguyên tắc á thì phòng kế hoạch tổng hợp nên ra một kế hoạch tổng thể về triển khai uh, công văn 466 theo đề nghị của đại nhóm đánh giá uh, mỗi hai tuần Tuy nhiên trong giai đoạn mà chưa có triển khai một cái kế hoạch tổng thể thì cũng không đến nỗi gì nó quá khó. Tại vì cái bộ tài liệu này nó gọi là QMS, nó là một phần của hệ thống mà liên quan đến triển khai kế hoạch 466. Trả lời cho chúng ta ba câu hỏi, ba cái W là vì sao phải làm, làm cái gì và làm như thế nào. Vì phần còn lại chúng ta có cái kế hoạch, cái QMS là hoạch định hệ thống, còn cái phần lại là hoạch định triển khai là nó theo công thức 5 w 1 h 2 cm 1 t anh chị nào mà tham gia những chương trình cải tiến chất lượng thì biết cái, 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 công thức này công thức này công thức của hoạch định triển khai ta không có vấn đề gì thì nó lấy ba cái W kia nó cộng với lại khi nào when với lại where thôi còn how là là ở trong cái QMS nó đã chỉ cho mình rồi rồi 2C là công control and xét tức là kiểm tra kiểm soát nguồn lực và tiến độ nó chỉ có gì thôi vì nếu mà mình bám, nếu mà mình hoạch định cho nó dễ làm thì mình phải hoạch định dựa trên hệ thống tài liệu QMS. Đó thì niệm lưu ý cái này nếu các khoa về dựa trên cái tài liệu này để triển khai nó phù hợp với thực tiễn của từng khoa thì đó nó mới đi vào cuộc sống được. Niệm sẽ điểm nhanh về mục đích của cái B100. B100 nó gồm có hướng đến mục đích là làm sao phân luồng, sàng lọc và khám bệnh. Cái này phải làm cho nó tốt để giảm lây lan. Thứ hai, phát hiện sớm người cấp cứu, đừng có bỏ sót người ta bệnh nặng và sàng lọc. Như lúc nãy nói, cái chính vẫn là lâm sàng, xét nghiệm là chỉ có nhóm có triệu chứng thôi. Cái thứ ba, khi phát hiện thì phải cách ly kịp thời, phân loại nguy cơ cho đúng để mình chuyển tầng cho nó đúng. Thứ tư là quản lý được lịch sử di chuyển nội viện lưu ý bây giờ là mình sống chung với covid rồi thành ra mình chỉ truy vết ở trong nội viện thôi để được cái lây trong nội viện thứ năm là đảm bảo cách ly và đảm bảo chất lượng và tính kịp thời của hồ sơ dữ liệu cái này vừa cơ sở pháp lý vừa thanh toán vừa rất là nhiều nếu không nội số liệu không kịp là mình vi phạm về hình như là thông tư 48 về báo cáo mình truyền nhiễm rồi đó tức là gián tiếp mình mình vi phạm mà lục được truyền nhiễm và cái cuối cùng là đảm bảo kiểm soát lây nhiễm nội viện. Đó là năm cái sáu cái mục đích của xây dựng BHT19 ở BHT Covid và 100 và 10 cái hướng dẫn. Chỉ tên cái tài liệu vì cái nó có liên quan tới Covid thì khi nghe nói người ta cái nói là quy trình Covid xin xin thưa niềm muốn làm rõ cái này, quy trình này nó nó được xây dựng để chúng ta triển khai hoạt động trong giai đoạn bình thường mới nghĩa là hoạt động nó ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động khám chữa bệnh chứ nó không phải chỉ có covid chúng ta phải phải khẳng định cái đó chứ nếu không là rồi, quản lý cái khoa vùng xanh thì từ từ covid nó phải bớt chứ từ từ là lúc là có hoạt động chính cái đó mới là cái mình phải để ý chứ nếu không nói ở covid hết rồi thì cái này bỏ nó hơi hơi bị kỳ cái này là quản lý hết toàn bộ hoạt động những cái hoạt động là có liên quan đến công tác khám chữa bệnh gồm tổ chức khám và điều trị tức là hoạt động cung cấp dịch vụ quản lý nhân lực kể cả học sinh sinh viên cán bộ giảng nhân viên nhà thầu gì có trong đó hết chúng ta phải, phải lưu ý cái đó quản lý người sử dụng dịch vụ có người bệnh thân nhân người bệnh và nhân viên mình cũng sử dụng dịch vụ nữa à, liên quan covid này nhân viên mình sử dụng dịch vụ của chính nhà mình rất là nhiều như xét nghiệm rồi này nọ đủ thứ hết và đối tượng thì chia làm hai phần bộ phận quản lý gồm có trưởng khoa trưởng phòng thì phải làm cái gì và trưởng khoa trưởng phòng thì cũng phải bao luôn cái vụ quản lý học sinh sinh viên nhân viên nhà thầu họ đến chứ không phải khoa mình mà họ đến lúc nào họ đến, họ đi lúc nào họ đi không biết thì là không ổn. Thì trong niệm sẽ không triển khai nội dung chi tiết của cái thủ tục này mà chỉ hướng dẫn các anh chị cách tra cứu và khi nào cần cái gì thì tra đúng cái trang chỗ đó, đọc một cái trang đó thì nó rất là dễ hiểu. Ở đây niệm chỉ nhắc là là mình quản không phải quản nhân viên của mình thôi quản luôn cả học sinh sinh viên quản luôn luôn những người khác họ đến, nhân viên nhà thờ họ đến và trong thủ tục yêu cầu trước khi người đó đến thì phải được cái người quản lý phối hợp với mình một cái đối tác quản lý đó, giới thiệu cái danh sách đó trước 24 giờ đó, chúng ta lưu ý chỗ đó chứ mình nói là được rồi niệm thấy làm việc với phòng điều dưỡng niệm là thấy là phòng điều dưỡng sau cái danh sách thử xét nghiệm định kỳ hàng tuần ở bác sĩ minh Sao nó dài thế Nhân viên phòng điều dưỡng rất nhiều Nhưng mà các em điều dưỡng đó ở các khoa mà Gom về phòng điều dưỡng Xét nghiệm gộp là không đúng về nguyên tắc Mẫu gộp của xét nghiệm của Bộ Y tế Vì em đó nó được phân công đi hồi sức Nó sẽ xét nghiệm theo cái nhóm nguy cơ khác Thành ra cái này mình phải coi ha ờ, Thì chị Lệ nói là các khoa không chịu Ủa vậy sao em nó nó phục vụ cho khoa mình Mà giống nó giống như con rơi con rớt vậy nó tới nó làm cho mình mà mình phải quản nó mình phải hỗ trợ nó chứ? Hả chị lệ ở đây biết có chị lệ không? Niệm thấy nó rất là kỳ, à, rất là kỳ là nó sai rồi đó. Nghĩa là bất kỳ con người nào mà xuất hiện vô khoa phòng mình thì trưởng khoa phòng điều dưỡng trưởng phải có trách nhiệm quản lý người đó thì nó mới phù hợp với tinh thần sống với covid. Còn không thì nó rất là không ổn. Đó chúng ta lưu ý ha. Cái đối tượng thứ hai là người trực tiếp cung cấp dịch vụ ở đây luôn cả học sinh sinh viên, tại họ tới họ làm họ thực hành trên bệnh nhân, tức là họ có tham gia một phần về cung cấp dịch vụ. Chúng ta lưu ý, nghĩa là nó không có loại trừ ai hết. Đó. Ai vô trong bệnh viện là phải chịu cái đó. Về nguyên tắc, thì thủ tục này đưa ra năm uh, cái nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là chủ động. Muốn chủ động là mọi thứ phải có kịch bản, có kế hoạch, phương án sẵn sàng hết. Đây là vai trò của quản lý. Thứ hai là phân theo nhóm nguy cơ và thực hiện giãn cách còn theo nhóm nguy cơ thì nếu hồi nãy cái ví dụ của niệm hồi nãy nếu cho các em điều dưỡng ở phòng điều dưỡng mà rải đi các khoa mà tập trung về phòng điều dưỡng xét nghiệm gộp á ai tới trước á thì làm theo gộp chung như vậy là chúng ta đã trộn những nhóm nguy cơ là chúng ta đã sai rồi đó cái điểm thứ hai là nếu mà chúng ta lại, lại cho một cái người đã có xét nghiệm khẳng định với một người mà mới có tết nhanh vô là chúng ta đã sai rồi cái này là bộ y tế quy định rất cụ thể nhưng mà ở cho là nguyên tắc mình lấy hai cái ví dụ đó để cho thấy rằng là uh, những thứ đó là thứ rất quan trọng và cho có thể uh, chúng ta vô tình sai làm sai cái cái nguyên tắc thứ ba là kiểm soát được lịch sử làm việc lịch làm việc và lịch sử di chuyển nội viện để làm được cái phần này thì những cái công cụ như là sơ đồ như là bản phân công chi tiết cái bản phân công chi tiết đó cái mẫu đó các anh chị hoàn toàn có thể tự sử dụng ngay trên cái ứng dụng quản lý chấm công còn anh chị lúc nào muốn làm thủ công thì làm thủ công quản lý và hạn chế di chuyển f0 trừ lý do y tế tức là mình chuyển đi vì lý do y tế mình phải chuyển vô khách cách ly mình phải chuyển đi mình làm cái cái thủ thuật cái gì đó rất là đặc biệt ở tại chỗ không làm được thì mình chuyển còn không là phải rất hạn chế chuyển và cuối cùng là tăng cường cung cấp dịch vụ tại chỗ nếu mà cái người đó mà cái người bệnh thôi người bệnh thông thường chưa phải là được xác nhận là f không mà mình di chuyển hết chỗ này tới chỗ khác lỡ mà họ sau đó phát hiện họ là f không thì đã tiếp xúc rất là nhiều đây là những cái thuộc về nguyên tắc nên để nghị chúng ta lưu ý vì trong bản mới bản quy trình này nó đã ban hành khá là lâu từ hồi tháng 9, nghĩa là nó trước khi trở về bình thường mới thì khi cập nhật này nó có những cái điểm phiên bản 1.6 nó có những cái gì mới. Cái phía dưới là nội dung của nó gồm có tổ chức phân luồng sàng lọc cấp cứu, xét nghiệm sàng lọc phân nhóm nguy cơ là rất là nhiều ha. À, không 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 có lặp lại cái đó, nhưng mà như nó mới cái gì? Mới thứ nhất là mới về mặt xét nghiệm. Ở ngoài kia là mình xét nghiệm có triệu chứng thôi, nhóm có triệu chứng. Thứ hai là mình xét nghiệm cho người bệnh có chỉ định nhập viện. Hồi trước là nhập viện á nhập mình đã xét nghiệm hết rồi thành ra mình vô bệnh nhập viện mình vô bệnh viện mình vô trong mình làm PCR bây giờ không có nữa mình làm test nhanh ngoài kia luôn cái thứ ba là phong vùng nguy cơ ở trong bệnh viện là nó nó khác nó có thay đổi hồi xưa nó có ba vùng là đỏ vùng cam vùng xanh bây giờ nó có đỏ cam vàng xanh tương ứng với bốn mức nguy cơ của cộng đồng cái điểm cái điểm mới nữa là nó nó các anh chị đọc cho kỹ nó không thấy cái chữ nào phong tỏa hết á bỏ hết rồi không có phân tỏa mà chỉ có cách ly chỗ nào ấy thì cách ly y tế rất là gọn khoanh vùng rất là hẹp về những cái hướng dẫn thì có 10 cái hướng dẫn thì ở đây nó đợt này chỉ cập nhật hướng dẫn số 1 số 6 cập nhật 6 cái hướng dẫn đầu tiên thôi có hai hướng dẫn còn thiếu là hướng dẫn số 7 cái này thì cũng đã xin ý kiến ban chỉ đạo khá là lâu nhưng mà cũng còn nhiều cái phần chưa thống nhất Thành ra hướng dẫn số 7 về xét nghiệm vẫn chưa có ban hành. Thì cái này nó không phải là không có, ở trong thủ tục vẫn có những cái nguyên tắc. Và hồi sáng, hồi sáng hay là hôm qua gì đó bác sĩ Hương có gửi cái thông báo á thì có hướng dẫn khá là chi tiết. À, theo thời gian thì từ từ sẽ nghiên cứu thêm rồi mình ra một cái hướng dẫn theo dạng sơ đồ cho nó dễ thực hiện. Và ở cái phụ lục cuối, phụ lục 5 của cái hướng dẫn số 4 nó cũng có sơ bộ về cái hướng dẫn xét nghiệm nhưng mà cái hướng dẫn đầy đủ chi tiết thì nó nó chưa có cái hướng dẫn nữa còn thiếu đó là hướng dẫn số 9 về phẫu thuật người nhiễm và nghi nhiễm covid 19 đó là còn hai cái hướng dẫn nữa còn thiếu thì khi nào có cái đó thì uh, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn sẽ triển khai thêm cái hướng dẫn về phẫu thuật như hồi nãy niệm nói niệm sẽ không có đi cái nội dung mà hỏi là ai coi cái gì mà coi ở đâu thôi cách cách coi thôi cách xem cho đó nó đâu cho thì nhanh thì ai thứ nhất là ai xem quy trình cái quy trình cái thủ tục á là nó viết khá là dài khá là chặt chẽ dành cho lãnh đạo quản lý tức là nếu là trưởng khoa là phải coi cái đó phải coi cái quy trình coi, coi quy trình coi tới chỗ nào nó sẽ dẫn chỗ đó là họ làm chi tiết là làm cái hướng dẫn nào thì các anh chị thiếu cấu trúc tài liệu theo kiểu mô đun này á nó giúp cho chúng ta coi rất là nhanh và thứ hai là cập nhật cũng rất là dễ bộ tế cập nhật có mới bữa nay cái ngày mai cái họ cập nhật cái khác rồi thành ra cập nhật cái hướng dẫn có hai trang là rất là nhanh còn thủ tục mấy chục trang còn cập nhật cái thứ hai là cách xem thì chút xíu này sẽ mô phỏng cách xem sao xem là dò rất là nhanh cách tham chiếu tài liệu là sao còn ai là sẽ sẽ hướng dẫn thì nếu mà lãnh đạo quản lý trưởng khoa điều dưỡng trưởng xem quy trình thì cái người thực hiện là phải xem cái hướng dẫn và cái hướng dẫn này có những cái phần nếu mà anh chị coi sẽ thấy Ủa cái phần này nó có nội dung trùng với cái phần bên kia Tại hướng dẫn họ viết theo kiểu là nơi nào thức đó Ví dụ chỗ này sàng lọc họ là Chỉ cần có cái hướng dẫn này là đủ hết thông tin Chỗ kia là mỗi ngày khám cái bệnh đó Thì coi cái hướng dẫn nó có tan đó là nó sẽ đủ hết thông tin Thành ra nội dung nó sẽ có những cái phần rất là giống nhau Nó trùng lập từ cái này qua cái kia Đó là cái cách này ta thiết kế hướng dẫn để Làm sao treo cái hướng dẫn đó ở nơi nào thức đó Người nào quên thì chỉ cần liếc qua là nó rất là dễ Và cái điểm cuối cùng thì muốn nhắc là cái quy trình cái hướng dẫn người ta viết ra để cho chúng ta dễ làm theo một cách tương đối là logic à, nó là hệ thống nhắc để đừng có đỡ sai chứ không phải viết ra cho người chưa từng học về covid chưa từng học gì hết tức là viết ra cho người đã biết rồi biết rồi nhưng mà thành ra những cái mình phải những cái gì nâng nâng cao à, về chuyên sâu về điều trị là mình phải học thêm ở okay, cái chỗ bị khóa hát và trên những cái cổng hướng dẫn thông tin đó, nó đều có cái cổng để cho chúng ta lên ví dụ kho tài liệu của sở y tế tổ chức bài giảng trực tuyến cho chúng ta lưu ý hướng dẫn này đặc biệt ở khu điều trị covid á thì những cái hướng dẫn này đa phần nó nó ổn định ở cái khâu đầu tiên tuy nhiên khi mình điều trị vô một cái ca lâm sàng cụ thể xử lý tình huống lâm sàng phức tạp thì các anh chị phải triển khai những cái hướng dẫn kèm theo những cái quyết định về ban hành hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế và cái hướng dẫn này nó không đề cập nội dung đó tại đó là đi sâu về tình huống về chuyên, chuyên môn về lâm sàng chỉ xem nó làm sao nếu anh chị coi xem giấy thì cũng xem cái quy trình như thế ở trên cái trang đào tạo á, thì nó có cái mục đào tạo QMS các anh chị nhấn vào đây thì nó có một sẽ có một cái phần một cái thẻ nhỏ về hướng dẫn về covid thì trong cái hướng dẫn này anh chị chọn với anh chị chọn cái muốn cái chọn cái tài liệu nào thì anh chị chọn chị chọn vô cái đường link nó sẽ mở ra đây ví dụ như niệm sẽ mở cái b uh, 100 trong cái b 100 này nó có hai trang về mục lục anh chị muốn coi nội dung nào ví dụ đây muốn coi về mục số 5 tổ chức khám điều trị ngoại trú mình coi nó là trang 12 vì mình nhấn vô cái thẻ nhấn vô cái thẻ mà nó mở cái số trang ra đó nó sẽ, nó sẽ mở cái thẻ trang là kéo cái rạc xuống trang 12 nhấn vào trang 12 là sẽ mở đúng cái trang 12 chúng ta và tổ chức khám điều trị ngoại trú nó có một chừng khoảng chừng à, chưa tới anh trang nữa chưa tới trang nó sẽ hướng dẫn những cái đường đi nước bước chính và ở dưới đó, trong cái nội dung của nó trong quá trình hướng dẫn đó họ sẽ lồng vô coi hướng dẫn số mấy chắc chắn cái này chắc chắn cái này khi coi xuống phía dưới nó sẽ vô cái hướng dẫn số 4 tức là y covid 19 không bóng, là nó là cái lưu đồ sàng lọc chung đó các anh chị lưu ý nó đi cái đường đi nó nó bị rất là nhanh và cái này cái bảng này là cái điện thoại màn hình hơi lớn lớn thì coi theo này mình nghĩ là coi khá là ok còn điện thoại thì có thể zoom được thành ra không đến nổi gì đó là cái quy trình niệm mình xin hướng dẫn về cách tham khảo ở trong đó thôi chứ còn triển khai chi tiết từng cái nội dung đó thì mình nghĩ là nó không cần thiết tại vì đọc thì rất là dễ hiểu nội dung kế tiếp Mình muốn trao đổi với các anh chị đó là phong vùng vì đây là sơ đồ của bệnh viện mình phong vùng hiện nay như thế này khu điều trị covid mà cái phòng khám sàng lọc covid phòng khu cách ly đây là vùng đỏ cái này quen rồi mọi người nhìn cái sơ đồ này quen lắm rồi cái thứ hai cái vùng mà cái vùng mà ở chỗ mà sàng lọc á nó là vùng cam sàng lọc rồi những người mà có triệu chứng hô hấp á đi vô đây làm xét nghiệm đây là vùng cam hồi lúc đầu niệm có nói là thử ở chỗ này bây giờ dương khoảng 15 phần trăm ha nó là vùng cam rất là đông covid ở đó người không có triệu chứng hô hấp là nó đi theo cái luồng màu xanh nhưng con chuột này nó di chuyển chậm quá ha nó đi theo cái luồng màu xanh này đi thẳng vô cái khu khám nam a nếu bệnh nhân khám yêu cầu 2 thì đi cổng bên này vô đây cũng có một cái vùng cam nhỏ nhỏ chặn lại sàn lọc ở đây và nếu có nếu nếu mà nếu mà có tiêu chuẩn thì nó vẫn trở về cái khu bên kia Đó, các anh chị lưu ý ha còn khi thoát qua cái này làm ngon lành rồi không có gì thì sẽ đi vô khám ở yêu cầu 2 đó, vì thì tóm lại là mình có cái khu mà để điều trị covid này, khu phòng cách ly thằng phòng sàng lọc covid ở chỗ bác sĩ quy phụ trách đó, là vùng đỏ vùng sàng lọc dưới sàng lọc có cứu là vùng cam phòng khám xe khám bệnh nhân có triệu chứng hô hấp mà đã xét nghiệm âm tính đó là vùng vàng còn lại là xanh xanh mà thấy covid không đúng không? khoa nào cũng có một thử covid tại vì bình thường xanh bây giờ là dưới hai ca trên trăm ngàn mà chứ đâu phải xanh là không có covid cấp độ dịch một là dưới hai ca trên trăm ngàn vậy chúng ta lưu ý chỗ đó ha nó thay đổi thay đổi rồi về cái đường đi nước mưa cái phần này cũng y chang vậy thôi, thôi. niệm không có trình bày thêm. Cái chỗ này chi tiết về sàng lọc ha, đường đi sàng lọc. Niệm trao đổi tí xíu về trạng thái cộng đồng giờ trong phòng chống Covid. Đây là cái cũ. Hồi xưa mình thấy bình thường mới không có ca cộng đồng giãn cách xã hội như thi 15 là có ca. Để lên đi thi 16 là đi là đợt trước mình lắp thi 16 là mình, ai cũng quá lành đành thi 16 rồi ha. Thì phân loại là nguy cơ là dưới 1, ở nguy cơ cao là 1 đến 5, nguy cơ rất cao là trên 5, còn không nữa là booster là phân tỏa. Nhưng đó là cái cũ. Bây giờ mình thấy là cái này không có bây giờ không có nhớ nữa ha. cái này phải gạch chéo ra khỏi bộ nhớ mình. Đây là cái mới. Cái mới đây. Cái mới để thực hiện nghị quyết 188 này Bộ Y tế có quy định 4008. 48 để phân loại. Phân loại dựa trên số cả, hai tiêu chí là số ca và tỷ lệ phủ vaccine. Vì ở mình là bệnh viện nhi, chưa chích ngừa cho trẻ em trẻ nhỏ mình là đa phần là dưới 5 tuổi thành ra bây giờ họ có cho chích từ 5 tuổi trở lên thì nhi đồng quản không phủ phát sinh 70 được đó chúng ta lưu ý ha. ở trong kia có người lớn có người trẻ em thì có như tỷ lệ phủ 50 sao 70 được có cộng nhân viên cho nữa thì cũng được 60 thôi chứ không được 70 thành ra chúng ta sẽ áp Bây giờ niệm sẽ triển khai về cái tổng quan về cái thống tài liệu này để mình biết khi nào thì mình tham khảo cái chỗ nào ha. À, xin lỗi các anh chị là do cái quá trình phát triển á niệm được giao nhiệm vụ chỗ nào thì niệm viết cái tài liệu cho đó theo thứ tự thì gian sẽ đánh mã số từ một lớn dần. Thành ra nó không có theo thứ tự. Đầu tiên là hướng dẫn về về tiêu chuẩn định nghĩa F1, à, thì hướng dẫn truy vết nó là số 1 rồi nó viết dần dần ra rồi sau đó là thấy truy vết xong thấy là quản cái khoa nội trú và không ổn là tới chừng có f không là một đóng f 1 luôn là coi như đóng cửa luôn không có người để làm thành ra mới hướng dẫn số 2 là quản lý khoa vùng xanh rồi sau đó thấy là cái dĩa cái, cái ca điều trị á có thể là mình sẽ bị phân loại sai thành ra ra một cái hướng dẫn chung về cho một cái ca lâm sàng nhưng mà một ca nó không giải quyết được Mà phải là một cái quy trình chung Từ khâu đầu, từ sàng lọc, Sao đừng bỏ sót người bệnh nặng rồi Rồi phân loại, người xét nghiệm sao Thành ra nó có hướng dẫn số 4 rồi, Tiếp tục đơn vị nó ra tới giờ tới hướng dẫn số 10 Thì giờ để hệ thống lại á Mình sẽ theo cái quy trình bệnh nhân đi từ lúc vô là sàng lọc rồi cấp cứu khám bệnh phân vùng điều trị rồi nếu nó ổn thì điều trị ngoại trú rồi sau đó nếu mà nó nhập thì nó có hai khu nhập nhập điều trị cách ly là vùng đỏ hoặc là nhập vô cái khoa vùng xanh Đó. Thì tương ứng với cái này Sẽ sử dụng hướng dẫn số 4 Và hướng dẫn số 3 Ở cái khoa vùng xanh thì phải có quản lý Cái khoa vùng xanh Nó vô vùng xanh rồi thì trưởng khoa quản lý khoa vùng xanh Vừa cái hướng dẫn số 2 Rồi Chẳng may mà xảy ra F0 ở trong cái khoa vùng xanh Thì sẽ truy vết Theo cái hướng dẫn số 1 Và nếu mà uh, Nếu mà có cái uh, có cái uh, cái f không á thì 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 xử lý theo cái uh, xử lý cái 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 f không đó theo cái hướng dẫn số 5 đó là toàn bộ cái quy trình nó đi như như thế đó ha để cái anh anh chị biết uh, và cái vùng này nè nó coi là vùng đỏ là vùng đỏ bây giờ hồi xưa vùng đỏ là mới vô là vùng đỏ ha bây giờ vùng đỏ là vùng dành cho f 0 và f một là tinh thần là ở khoa nào cũng phải sẵn sàng chứa cái f không f một cái thứ hai là vùng cam á, là cái vùng dành cho những cái người bệnh mà có yếu tố dịch tễ mà không phải là F1, F1 là vô vô chỗ đó rồi. Hoặc là người có triệu chứng nghi nhiễm. Cái triệu chứng hô hấp mà mình chưa có làm gì hết đó. Á. Tại vì nếu họ làm xét nghiệm dương ra thì thì mình đã đã kết luận họ đưa cho họ dùng đó rồi. Người bệnh mà dưới 7 ngày là vùng vàng. Đa số các khoa là cái vùng này là vùng rộng nhất và vùng xanh. Hồi xưa xanh á là đã xét nghiệm BCA tới lui rồi trên 7 ngày xét nghiệm nhiều lần lắm rồi BCA âm rồi là nó xanh thiệt. Còn bây giờ xanh nhưng mà nó chỉ trên 7 ngày thôi tại vì mình xét nghiệm theo tỷ lệ mà 20% có nhiều người đâu có xét nghiệm. À. Nhưng mà nếu đã có xét nghiệm rồi BCA ngày 7 rồi, nếu không xét nghiệm thì thôi, nếu xét nghiệm thì đương nhiên nó phải âm. Tại vì nếu nó dương thì nó đã chuyển qua vùng đỏ rồi. Đó chúng ta lưu ý vậy ha vì nếu các anh chị khéo chọn lựa người bệnh mà xét nghiệm định kỳ, tới cái đợt xét nghiệm định kỳ mỗi tuần á, mà anh chị lựa những cái người nào mà họ còn ở lại để mình xét nghiệm thì như vậy cái vùng xanh của chúng ta sẽ an toàn. còn nếu mình cứ lấy đại theo tỷ lệ á, thì cái vùng xanh của chúng ta toàn là những người chưa có xét nghiệm không. đó là tùy các anh chị ha, mình thích ứng linh hoạt thì cái xanh này sẽ gần với xanh 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 hồi cũ, tức là đa số được xét nghiệm. còn nếu mà mình là chọn bệnh nhân không khéo á, thì xanh đó cũng không có không có hơn gì vàng bao nhiêu đó chúng ta lưu ý như, như vậy lưu ý như vậy ha dĩ niệm sẽ đi cái phần đầu tiên là sàng lọc là cái hướng dẫn số 04 phần đầu các anh chị thấy các anh chị thấy là cái hướng dẫn số 04 này nó từng cái này cái hướng dẫn đầu tiên thành ra niệm sẽ sẽ hướng dẫn kỹ hơn một tí xíu à ở đây nó có cái lưu đồ chung như thế này mỗi cái chỗ nào nó có cái hình thoi tức là nó sẽ nảy nhánh và nó nảy nhánh thì nó phải có điều kiện chúng ta lưu ý và những cái nào mà cần có làm một cái bản kiểm á, cần làm một cái bản kiểm á, thì nó sẽ có một cái ô tương ứng ví dụ như đây người bệnh đến khám con chuột nó di chuyển chậm quá ha người bệnh đến khám đầu tiên bước số 1 là kiểm tra dấu hiệu cấp cứu là ô số 1 thì phía bên này nó sẽ có một cái ô để cho mình coi dấu hiệu này là dấu hiệu cấp cứu ví dụ như tím ngừng thở, spo 2 thấp rồi chi mát mạnh nhẹ vậy đó ha đó chúng ta lưu ý cho đó nó khá là dễ là nó có cái checklist hết rồi mỗi cái nút đó nó có checklist cái thứ hai là khai báo y tế có yếu tố dịch tễ hay là có triệu chứng hay không nếu mà vùng nếu mà có yếu tố dịch tễ màu màu đỏ thì nó sẽ đi ra đi ra cái khu khám sàng lọc rồi còn nếu mà nó màu cam tức là nó có triệu chứng hô hấp thì nó sẽ đi tiếp ước kế tiếp là đăng ký và in cái phiếu xét nghiệm test nhanh rồi nó tới cái bước số 3 là lấy mẫu xét nghiệm hồi xưa là đi như vậy hết còn bây giờ những cái bệnh nhân mà không có dấu hiệu không có tôi chỉ để và không có triệu chứng nó sẽ đi qua cái nhánh 3 b là đi thẳng vô khám không có làm xét nghiệm khám tại 5 a và yêu cầu 2 và nếu cái nhóm này nhóm nào đi theo cái luồng màu xanh này mà có chỉ định nhập viện thì sẽ quay ra trở lại vô cái khu nhập viện khu nhập viện và khi nhập viện nó vô cái nhánh 3B nhánh 3B là người nào mà hồi lúc nãy mà vô khám có triệu chứng hô hấp đã xét nghiệm rồi thì thôi còn nếu không hồi nãy chưa xét nghiệm tôi đã đi luồng xanh á chưa có xét nghiệm thì bây giờ phải xét nghiệm trước khi vào nội trú đây là cái điểm khác ha cái B5 cái 3B cái 5B là là cái chỗ của cái khác của cái bây giờ à, khác của cái bây giờ chứ nó không có phải là cái cái cũ xin lỗi là cái số 3 phía dưới này này cái số 3 này là chính xác là cái số 5B nha cái, cái, cái anh 5, 5 có số 5 chứ không phải là số 3 số, số 4 nha số 5 số 5 khám khu C là, là, là cái số 5B nó là này nhánh chỗ đó và toàn bộ hết cái này nếu mà nó dương thì nó chuyển qua cái chỗ cái cái phần sau của lưu đầu Phần sau lưu đồ các anh chị thấy là nó đỏ hết toàn bộ Tức là nó chuyển qua vùng đỏ đó Cái lưu đồ nó đỏ cam vàng xanh gì nó đi theo cái hướng dẫn đó Thì cái phần này thì đi vô chỗ khu Covid rồi Nó không có vấn đề gì Niệm chỉ có nhắc một điểm thôi Một vài điểm nhỏ thôi Điểm thứ nhất Cái ô số 8 này này Ô số 8 về đánh giá phân loại nguy cơ là theo quyết định 5 năm, 2 năm đã thay đổi rất là nhiều. Và cái quyết định này phân loại nguy cơ tương đối là đơn giản rất là dễ nhớ rất là dễ nhớ tức là sau khi áp dụng thì các uh, nơi họ góp ý và phân loại cái này rất là rất là dễ nhớ cái điểm thứ nhất hệ có bình nền à, có bình nền là nó xếp vào nhóm 4 thứ hai tuổi là trên 65 là nhóm 4 rồi từ 50 tới 64 là nhóm 3 tới uh, cái nhóm mà 3 tháng tới 49 tức là nhóm ít nguy cơ nhất á, rồi là coi như là nhóm 2 rồi cái tuổi nhóm tuổi này với là bệnh nền nếu mà có điều kiện là đã tiêm đủ vaccine thì nó giảm một bậc à, không có tiêm vaccine thì nó theo cái thứ tự đã đánh vô ô số mấy là đúng đúng cái phân loại cái, cái mức nguy cơ số thai kỳ hoặc là sinh con dưới 72 ngày ở dưới 42 ngày có triệu chứng thì cái này ở trong ở trong cái 5 năm, 2 năm không có nói cái chỗ triệu chứng nặng á, không có nói thì chỗ này thành ra niệm bổ sung vô có triệu chứng nặng là đương nhiên là phân loại nặng lại ha bác sĩ hiệp bác sĩ có triệu chứng viêm phổi mà còn gì nữa thành ra cái nhóm nữa thì trong 5 năm, 2 năm không có nói rõ thành ra niệm bổ sung vô là đó là phân nhóm 4 còn lại nếu mà triệu chứng nhẹ thì nó là nhóm 2 SV2 thấp dưới 94 thì là nhóm 4 Tương tự như những cái ngưỡng kia thì giống như vậy thì chúng ta lưu ý là bốn mức nguy cơ này nó sẽ tương ứng với bốn tầng điều trị cơ sở điều trị cách ly tập, tập trung á gồm có ba tầng là một hai ba và cái tầng mà nhẹ nhất là ở nhà đó là theo vậy thôi nó có tương ứng với bốn tầng nhưng mà có một cái tầng bây giờ là điều trị tại cộng đồng tức là ở nhà ha nó ở nhà nó khác như vậy thôi thì cái phân loại này nó khá là dễ dễ áp dụng theo niềm nghĩ là nó là khá là dễ áp dụng cái điểm thứ hai á là lưu ý lưu ý là cái này này cái này là mình xét nghiệm PCR lại khi nào tức là vô là mình xét nghiệm để khẳng định người ta là f0 rồi nhưng mà ra thì hiện nay là xét nghiệm PCR nó sẽ tùy thuộc vào cái mức nguy cơ và cái độ nặng của nó không triệu chứng là họ sẽ xét nghiệm trong vòng 7 ngày nếu mà có triệu chứng mà nhẹ thì nó là, là 10 ngày còn triệu chứng nặng là 14 ngày và cái người nào mà 14 ngày mà còn còn dương mà CT còn thấp đó dưới 30 á thì người ta chỉ xét nghiệm lại ngày thứ 21 mà thôi sau đó không còn xét nghiệm nữa chứ nó không khác như hồi xưa xét nghiệm tới ngày thứ 60 đó là cái chỗ mà cái chỗ mà nó khác á ha chỗ chỗ mà khác mình phải lưu ý cái chỗ đó cái điểm thứ hai nữa mà nó khác ở trên lưu đồ của mình là là hồi xưa á, là mình không có cái nơi có cái mình không phải là nơi chính thức điều trị covid thành ra cái lưu đồ mà hồi tháng 8, tháng 9 á là hệ mà nó nặng người lớn là mình cố gắng mình chuyển đi bây giờ là mình phải phải điều trị hết à, vì mình có cái khoa covid rồi. Đó, nó chỉ khác cái, cái 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 chỗ đó chứ còn nó không có khác gì nhiều so với cái trước đây nó chỉ khác chủ yếu là chỗ phân tầng nguy cơ á cái phần thứ hai là gọi là hướng dẫn mà gọi là thay đổi mỗi ngày vì nếu mà nếu mà nó vô mà 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 nó nhẹ rồi mình đi về thì thôi nhưng mà nếu nó nặng thì mỗi ngày đó mình phải đánh giá lại thì có những cái yếu tố mà nó không thay đổi gọi là nó cố định rồi thành ra nó gọi là yếu tố không hiệu chỉnh về phân tầng còn những cái khác là nó thay đổi ví dụ bữa nay tím này SVO2 thấp ngày mai nó có thể là tốt hơn thành ra 24 đến 48 giờ là là mình phải xem lại để mình chuyển những cái vùng điều trị phù, phù hợp để cho mình giảm tải đó thì cái chỗ này nó chỉ lưu ý các anh chị như vậy thôi thì nó có cái ô số 4 này nè kiểm tra những cái dấu hiệu này là không có không có hiệu chỉnh phân tầng tại những cái yếu tố đó là yếu tố cố định ví dụ như điều kiện cách ly tại nhà ví dụ như có cái điều trị cái bệnh khác mà phải điều trị nội trú thì chưa hết cái bệnh đó thì không có điều chỉnh được nó nằm viện thì nằm viện luôn đó, nó chỉ nó chỉ khác một cái điểm chỗ đó thôi còn khi mà nó đã uh, giảm tầng xuống tới cái mức mà đủ điều kiện ngay từ đầu nó đủ điều kiện để chuyển về cách ly tại nhà thì phải xem lại cái điều kiện và cho họ cam kết cách ly tại nhà và lúc đó mình báo uh, với cái cơ quan quản lý ở, ở y tế ở địa phương thông qua cái cổng uh, gọi là 8082 cái này là phòng kế hoạch tổng hợp họ làm mình không có không có lo không có lo và trước khi họ về thì mình phải kết nối cho họ thông tin tư vấn cho họ và rất là nhiều trường hợp là mình mình không có thể nhiều quá mình không có làm nổi thành ra cố gắng mình có một cái kênh nào đó kết nối thì các anh chị lưu ý cái đường link hay là cái QR code đây nó vào cái trang tập thở đó tập thở là ít nhưng mà trong đó là nó sẽ kết nối với họ lên toàn bộ những cái hướng dẫn dành cho em không trên cổng của HCDC và cái thứ hai nữa là nó kết nối số điện thoại với trạm y tế lưu động và và đội phản ứng nhanh ở địa phương nó có cái danh sách họ ở phường nào quận nào là nó có tra cứu được trên đó hết thì cái 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 kênh này này cái trang này này là sưu tầm những cái địa chỉ đó để cho để cho mình có thể dễ dàng mình tư vấn và người bệnh có thể kiểm tra có thể họ về nhà họ cần thì họ có cái để mà họ họ tham khảo đó thì chúng ta chúng ta lưu ý cái này ha cái chỗ con này nó bị nhấn trúng cái gì khi mà có một cái ca mà cần phải cho trở về cách ly tại cộng đồng thì ở cái hướng dẫn số 3 xử lý ca nó có hai cái phần phụ cái phần phụ với sau có quy, quy có cái cái lưu đồ cho mình biết sẽ làm cái gì thì lập danh sách về gửi về cái quà tổng hợp cái này bộ phận cách ly điều trị cách ly còn kia là làm quen rồi cái quà tổng hợp cũng làm quen rồi à, niệm chỉ lướt qua cái chỗ này thôi tuy nhiên các các anh chị lưu ý các anh chị lưu ý vì khi nhân viên y tế mình bị bị Covid mà cách ly tại nhà thì lúc đó nhân viên y tế mình được xử lý y chang như một người bệnh, à, như một người nhiễm. À, ra cái hướng dẫn này này áp dụng luôn cho nhân viên y tế của mình, nó không khác gì hết và thủ tục giống y chang. Tuy nhiên nhân viên y tế mình ví dụ như đang ở trong một khoa nội trú nào đó thì thay vì là cái khoa Covid kia họ báo thì cái khoa mình phải làm chứ cái khoa nội trú của mình nó trưởng khoa điều dưỡng trưởng phân công ai đó phải làm báo về kế hoạch tổng hợp thì như vậy nó có thủ tục đi theo phần sau giống y chang như là như là 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 một cái người nhiễm bình thường một người nhiễm là người bệnh ngoài cái đó ra thì nhân viên y tế mình còn phải xử lý sau này còn phải xử lý rồi chấm công rồi rồi bảo hưởng bảo hiểm xã hội về rất là nhiều thứ thành ra các anh chị phải lưu ý thực hiện cái thông báo 624 và thông báo 794 mà bác sĩ hương mới gửi gần đây cho cho các khoa đó gửi gửi nhắc lại á, cái 794 này nó mới còn cái 624 là nó cũ rồi nhưng mà 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 mình phải thực hiện cái phần đó nếu không á nếu không mình không thực hiện mình không đi theo cái quy trình này thì sau này ở địa phương họ không ghi nhận cái kf 0 họ không ghi nhận cái kf 0 họ không xác nhận họ không ra quyết định cách ly thành ra toàn bộ những cái chứng từ mà cần thiết để giải quyết Quyền lợi cho nhân viên mình không thể giải quyết được và chỗ này nếu mình không khai báo f ở địa phương thì nhân viên y tế mình vô tình đã vi phạm luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Chút xíu nữa em sẽ trích mấy cái điều đó cho em là thấy tại là trách nhiệm của một người khi mà ở cơ sở y tế mà họ, họ khẳng định là có cái bệnh truyền nhiễm nhóm a thì phải về khai báo tại y tế địa phương. Đó là cái trách nhiệm á, trách nhiệm còn nếu không là là như hồi sáng mà giám đốc nói có cái trường hợp nào mà không khai báo là bây giờ ấy, cái đó họ lại họ không xác nhận là còn nhẹ đó họ họ thậm chí là họ có thể phạt cái chỗ đó là họ phạt 3 triệu đồng á phạt vi phạm hành chính á ba triệu đồng theo nghị định 117 của chính phủ á chứ không phải không phải không phạt là may rồi đó chứ đừng mà có mà 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 mà, nói lộn xộn cho đó không có được đâu thì trước khi mà mà cách cho họ về hay không á là mình phải ký cái cam kết cách ly tại nhà mẫu này nó có sẵn các anh chị lưu ý mẫu nó có sẵn chỗ cái phần hướng dẫn cho nhân viên ở phía dưới á, thì 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 cái phần đánh giá nguy cơ á, thì nó có sẵn qr code cho nhân viên luôn thậm phải khai báo mỗi ngày và cái cổng mà tập thở hồi nãy niềm giới thiệu á ở trên đó cũng có cổng cho người ta khai báo luôn mỗi ngày phải khai báo trên cái hệ thống và cái đó thực ra nó là cái phần mềm cái app mà mình khai báo y tế một hồi trước đây á nó có cái phần khai báo cho người nhiễm khai báo sức khỏe mỗi ngày. Ở trên đó để người ta theo dõi. Đây là cái cổng thông tin ha. Cái hướng dẫn đây gồm. Giới thiệu qua cái đây. Và trên cái trang cái phần này là người ta có hướng dẫn sẵn. Thai. Trên đây chỉ nhấn ở đây là khai báo. Theo dõi sức khỏe tại nhà. Có cái đường này luôn. Nhấn ở đây là vô link. Họ, họ cần thì họ gọi 1020. Lúc cao điểm là có số 3, số 4. Rồi sau đó bỏ số 4. Bây giờ số 4 thì như quay trở lại rồi số vốn mới kích hoạt lại từ cái đợt mà bệnh tăng lên lên lại và ở đây những cái chỗ này là họ lít vào đây họ sẽ lấy được cái danh sách toàn bộ những danh sách số điện thoại để họ cần thì họ gọi và ở đây nó có một đường link để người F0 có thể lên tham khảo những cái hướng dẫn rất là chi tiết bằng dưới dạng video của HCDC thì chỗ này thì mai chỉ có tập hợp lại để cho người ta dễ có cái đường link người ta dễ tìm dễ dễ xem thôi Bây giờ niệm đi tới cái phần số 3 là quản lý người bệnh, tức là đây là khoa vùng xanh. Thì cái này để quản lý một cái khoa nội trú thì nó có hai cái hướng dẫn quan trọng là hướng dẫn số 2 quản lý khoa vùng xanh và hướng dẫn số 5 xử lý khi có em không. Thì để làm tốt cái này thì uh, lãnh đạo khoa phải lưu ý mấy chuyện. Thứ nhất là sơ đồ người bệnh. Phải làm sơ đồ người bệnh có bỏ hết rồi. Cái thứ hai là Ờ, những cái gì mà có thể cung cấp tại phòng thì cũng có tại phòng để hạn chế di chuyển. Cái thứ ba là thực hành nghiêm 5K có giám sát. Lưu ý là hiện giờ là mình thực hành 5K có giám sát. Còn nếu mà cái khoa nào chẳng may mà nó bùng lên rất là nhiều mà họ đưa vô cái trạng thái là cách ly y tế, hồi xưa mình ngồi là phong tỏa nó rất là ghê ha. Khu vực nào mà gọi là cách ly y tế thì lúc đó thực hành 5K có kiểm soát Nghĩa là mình có thể lắp camera để mình kiểm soát người ta thực hành Còn đây là bây giờ mình chỉ có bình thường mới chỉ giám sát thôi Cố gắng nếu được thì cố định ekip Rồi xét nghiệm PCR định kỳ theo tỷ lệ Cái đó thì mình không có sai Tuy nhiên mình có thể linh hoạt Cái chỗ là tỷ lệ bệnh người bệnh á Mình lấy những cái người mà họ còn ở lại với mình lâu á thì nó sẽ tốt hơn. Để cho cái vùng xanh của mình đó, nó càng ngày nó càng rộng ra. Chúng ta sẽ an toàn hơn. Cái, cái thứ hai mà mấy bữa nay Niệm thấy là mình thực hành khá là sai á. Là người có triệu chứng xét nghiệm rất là chậm. Rất là chậm ha. Rất là chậm. Đơn cử là mấy ngày hôm qua này sáng sớm là Niệm ngồi trong phòng. Niệm nói với mấy bạn là sao nghe đi ra kiểm tra có cái người nào mà nghe tiếng ho rất có nội lực. Ca đó là em không. Tại vì mấy bữa Niệm đi điều tra. F0 nghe cái tiếng ho hoài viết quen các anh chị nghe là nghe tiếng ho cái tiếng ho này có nội lực nó là F0 đi kiếm mà kêu và tới tối vào cái tối xét nghiệm hai cái mạch đậm thiệt đậm à, bây giờ ca hồi tối em nói đó đó là hồi sáng em đã nói rồi. mấy em cẩn thận đó ca đó là F0 rồi đó mà không chịu xét nghiệm tới chiều tối thành ra cái chiều mình xét nghiệm có điều chứng á bây giờ mình rất là chậm rất là chậm đó rất là chậm thì đối với bệnh nhân với thân nhân mình phải giám sát mình khám mỗi ngày có triệu chứng tại vì theo phân vùng hồi nãy niềm nói ở phía trên là có triệu chứng là xếp vô vùng vùng cam à tỷ lệ có triệu chứng hô hấp ngoài kia là dương từ 15 cho tới 20 phần trăm mà nó sẽ vùng cam vùng nguy cơ cao rồi nguy cơ cao thành ra chúng ta phải lưu ý cái chỗ có triệu chứng hiện nay là triệu chứng hô hấp là rất là nhạy đó thì lưu ý và có cái 10 điểm về khoa vùng xanh thì chúng ta lưu ý làm cái này dùm thì có nhiều khoa làm rất là tốt nhưng có một số khoa làm chưa có tốt lắm thì chúng ta phải lưu ý trong đó có là sơ đồ người bệnh thứ hai là danh sách nhân viên và lưu ý danh sách nhân viên này là ví dụ có học sinh hay là uh, sinh viên họ tới thực tập ở khoa mình thì phải có danh sách của họ thành ra khi đi vết á, chỉ cần lấy thông tin họ cái danh sách đó thôi qua là làm rất là nhanh trong vòng 15 phút là xong Còn nếu mình không có gì cả tới lúc đó mới đi hỏi, thì là nó không có không có làm kịp sơ đồ người bệnh danh sách nhân viên và cái thứ ba là cái danh sách mà phân công với là theo dõi sức khỏe của nhân viên cái này là bộ tế bắt buộc bằng quyết định rồi thành ra nếu chúng ta không làm mà họ kiểm tra có chuyện gì họ kiểm tra là chúng ta rất là sai và chính vì cái theo dõi đó có triệu chứng đó thành ra mình mới phát hiện sớm mình xét nghiệm sớm để mà mình tách những người nhiễm ra thì khoa chúng ta sẽ an toàn hơn. Đây là lấy một cái sơ đồ một cái khoa. Trước đây thì nó có những cái vùng khác nhưng mà trên thực tế hiện giờ chia làm bốn vùng, bốn tiểu vùng ở một khoa vùng xanh. Nhưng trên thực tế có nhiều khi cái khoa đó nó chỉ có hai vùng thôi. Ví dụ khoa đó là đa số là bệnh nhân là nằm dưới 7 ngày, vì nó có vùng vàng và cái phần còn lại là một cái phòng nào đó dành cho vùng đỏ là xong. Chúng ta lưu ý là rất là đơn giản vậy ha chứ không có gì mà nó 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 quá phức tạp ha còn có những cái khoa này nó nó lớn số phòng nó nhiều bệnh mô hình bệnh phức tạp có cả hô hấp và có không hô hấp thì lúc đó mình có thể tổ chức thành bốn vùng đó lưu ý đây là lấy là ví dụ như mặt bằng của khoa tiêu hóa này nó chỉ có vậy thôi vậy thì những người bệnh vùng vàng á mình xếp họ ra làm sao nếu mình có đủ phòng thì tốt nhất á là bệnh nhân vô cùng một ngày mình xếp vô một phòng, đầy cái phòng đó, mình qua cái phòng kế tiếp. Vậy thì họ vô ngày nào thì họ vô một cái cô họp nằm đúng cái chỗ đó. Từ tới ngày họ ra, vì họ ở phòng nào, họ ở phòng đó, không có chuyện tới chuyện lui. Như vậy về thủ tục là rất là đơn giản. Cái thứ hai là mình đã tách họ theo những cái nhóm nguy cơ khác nhau. À, nguy cơ khác nhau, tại ở ngoài họ tiếp xúc với bên ngoài thì vô đây là tính theo ngày. Thành ra xếp theo thứ tự ngày, theo dòng kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ gì đó là quyền của các anh chị như vậy nó cứ thế xoay vòng vậy điều gì uh, ờ, điều cần làm khi xảy ra f0 ở cái vùng vàng thì sao à, nếu xảy ra f0 vùng vàng thì mình làm sao tới cái sơ đầu này nếu mình có sẵn cái phòng f, f, dành cho f0 tức là mình có sẵn một cái phòng để trống cho vùng đỏ vậy có phải là mình chỉ cần tách cái f0 nó qua cái vòng vùng đỏ còn cái phòng còn lại. Phòng còn, mà mình không có chỗ để chứa F1, toàn một bệnh nhân ở trong đó là F1. Vậy mình chỉ cần đem cái cái nhãn màu đỏ mình dán lên trước cửa phòng đó là phòng đó biến thành phòng đỏ thôi. Tại F1 đó, nó vẫn là đỏ. Đó, trong thời gian mình điều tra TVS họ điều tra TVS, rồi mà họ có giải nó không phải F1 thì thôi rồi khác. Nó nó khá là đơn giản ha, nó mới linh hoạt được. Vậy là vùng đỏ, cam, vàng, xanh gì ở trong khoa là nó rất là linh hoạt chứ nó không phải là nó cứng ngắc, nó cố định như ngày xưa đó như vậy thì chúng ta mới sống một cách linh hoạt được và an toàn được lưu ý là những cái khoa nào mà có nhiều người bệnh mà có triệu chứng hô hấp á, thì lúc đó chúng ta phải thiết lập khoa vùng cam ở cái khu vùng cam cho bệnh nhân còn những khoa không có thì mình không cần thiết lập cái phần này vì nếu mà khoa mình ít phòng quá mà không có triệu chứng hô hấp nhiều mình không có khoa vùng cam lỡ có một bệnh nhân có yếu tố dịch tễ thì mình làm sao thì nếu mà không có thì tạm thời hoàn toàn nếu mà phòng F1 còn trống hoàn toàn mình có thể sử dụng cái phòng này phòng này để mình để cái người bệnh có yếu tố dịch tễ khác mà không phải là F1 hay là F0 và như vậy để làm như vậy mà mình dùng cái nhãn mà cố định đó là rất là khó tốt nhất là ở ngoài cửa mỗi phòng mình thiết lập giống như kiểu 5S thì đó có một cái giá nào đó nhỏ nhỏ rồi khi cần thiết mình chỉ lấy cái thẻ màu thôi đỏ xanh vàng cam mình gắn lên là xong ngay cửa vào là người mình ký hiệu nội bộ mình biết là đó là vùng đỏ vùng cam vùng vàng vùng xanh thì theo niềm nghĩ là làm theo kiểu 5 s gì nó sẽ khá là đơn giản và cũng dễ hiểu nữa nó theo cái mã màu đây là thông tin đồ người bệnh cái này là nó cũ rồi không có gì mới nó khi họ vào mình ghi ngày giờ khi họ ra mình ghi ngày giờ mình ghi tên trong đó nếu dương nếu mà bệnh đó mà dương thì mình ghi dấu cộng mình ghi ngày giờ lấy mẫu như vậy chỉ cần gửi cái sơ đồ đi là họ sẽ tính được mốc dịch tễ liền rất là đơn giản ha rất là đơn giản thôi vì nếu anh chị có cái sơ, danh sách nhân viên có cái lịch làm việc chi tiết nhân viên đó bữa ngày nào làm cái phòng nào làm bệnh nhân nào rồi mình có cái sơ đồ người bệnh này thì nói thiệt luôn khi có chuyện khi có biến á, đem ba cái tờ này ra Rác vô một cái trong vòng 15 phút là các anh chị xong rồi danh sách f 1 liền rất nhanh thì như vậy mình mới có thể truy vết mà làm hoàn thành tất cả mọi hoạt động truy vết này trong vòng 2 giờ để có thời gian mình làm chuyện khác còn nếu không là có nhiều trường hợp mất rất nhiều thời gian để truy vết đó là tại sao có nhiều khoa truy vết rất là nhanh mà có nhiều khoa truy hoài không có ra là vậy vậy thì cái sơ đồ này là phải cập nhật cái danh sách làm việc của nhân viên cũng phải cập nhật mình lên cái lịch như vậy nhưng bữa đó họ bị trục trặc cái gì mình đổi chỗ đổi công việc là phải chỉnh ngay lập tức tức là mọi thứ là nó phải được điều chỉnh real time để sao để khi mà nó có biến là toàn bộ thông tin đã, đã có đầy đủ mình có thể tiếp cận truy vết rất là nhanh nên các anh chị lưu ý chỗ này ở cái khoa vậy là khi truy vết thì khi truy vết thì thì như hồi nãy em nói là toàn bộ hết những cái đem danh sách này này lấy thông tin sơ đồ người bệnh này lấy thông tin của nhân viên y tế này lấy sơ đồ nhân viên này thì từ cái F0 chỉ điểm đó là mình chuyển ra Ai là F1 là tiền Trong vòng 2 giờ Phải có danh sách bộ Và hoàn thành hết toàn bộ hoạt động điều tra Tức là chính thức 6 giờ 6 giờ là phải xong 6 giờ thì an toàn không các anh chị Tại vì thường F1 Mà nếu F1 mới tiếp xúc đó Thì có dương là ngày thứ ba mới dương là 6 giờ nếu mà trong vòng 24 giờ Mà có danh sách này Thì khá là an toàn Khá là an toàn và cũng phải có cái danh sách này thì phòng kế hoạch tổng hợp theo thủ tục thì phòng kế hoạch tổng hợp mới ra cái quyết định là cách ly f 1 là nhân viên y tế chứ nếu mà không có cái quyết định này thì làm sao mà ra quyết định cách ly đó thành các anh chị lưu ý cái chỗ này nếu không có cái những cái sơ đồ đó những cái biểu mẫu đó thì khá là khá là khó khi mà nó có xảy ra f 0 cái bản tin này thì khá là lâu khá là lâu thì nói chung là cũng cố gắng là nhắc anh em mình là cố gắng thực hiện 5 k thì hiện giờ niệm nó thì 5 k mà 5 k thì mình nói thì trên lý thuyết thì nhiều nhưng mà thực hành là cuối cùng mình bỏ hết à, nhiều khi bây giờ mình nghĩ chỉ còn cái khẩu trang nhưng mà có rất là nhiều trường hợp niệm nói hồi sáng niệm nói đùa lúc bình thường sao không thấy 5 k bây giờ có biến rồi làm rần rằng lau nhà phun làm rằng rằng năm ca là mỗi ngày là mình phải lau cái bề mặt của mình cái bàn ai làm là gì phải lau mình có một cái người khách tự nhiên họ họ vô họ ngồi mà mình thấy không ổn là khi họ về chờ cho họ về phải lịch sử cho họ về họ đi phức tầm mắt rồi là mình phải khử khuẩn cái vùng bề mặt đó chứ mình bóp khó chừng có f0 lúc đó mới đi khử khuẩn thì lời vô nghĩa đó lưu ý chúng chúng ta phải thay đổi một số tí một tí cái cái hành vi của mình trong bình thường và cái nguy cơ mà nhóm thấy là nhóm truy vết mà thấy nhiều nhất á là mấy cái vụ mà ở không gian kín rồi cởi khẩu trang rồi tám rồi rồi gì ăn 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 trưa đúng không ăn trưa chung ăn trưa chung thì đó là nguy cơ rất là cao mà bây giờ vẫn còn một số chỗ vẫn còn làm như thế thì nó không ổn đó khi có những cái chỗ mình thấy là ở chung như vậy kín mít đó là, là, tới chuẩn bị là đợt trước là có khoa là có như 9 đến 11 người dương chỉ còn một người dương thôi ở trong cái phòng đó là 9 11 người dương thành ra chung quy lại giờ chỉ có ba thứ mà có thể giúp cho mình đỡ cái lây lan hơn tí xíu một là cái khẩu trang à, cái hai á, là, là, vệ sinh tay và cái thứ ba là lau bề mặt ba thứ đó ở chỗ niệm là thấy ai chiều về mà mang máy tính về là máy tính giống như nó tắm ăn con trước khi nó về nhà đây là một số cái liên kết mà mà có thể tự học ha. Dù cái này không phải chỉ có mang BBR không đâu. Rồi có cái cổng trực tuyến của của bộ phận Mininet của sở y tế. Bài gì mới có cái gì mà đào tạo gì là sở y tế cho lên trên này hết. Từ cái link này các anh chị có thể uh, học được rất nhiều thứ cập nhật. Cái phần thứ tư là hướng dẫn về xử lý cái vùng uh, F0 ở vùng vùng pha vùng xanh. Thì khi có F0 ở vùng xanh thì cái quan trọng là là, là mình coi là người đó ở cái cái khu đó đó có phải là gọi là gọi là giống như là cách ly y tế tạm thời hay không? Thì khi nào mà họ cách ly y tế tạm thời, nó một lọ ca ha, một lọ ca, hay một cái ca mà có tiếp xúc ở bên ngoài cộng đồng họ gọi là cái cái ca cái tiếp xúc á, hay là ca mà có rất nhiều F1 á đưa lên danh sách mà cái f1 nó rất là dài đó ha là ca đó tiếp xúc rất là nhiều thành ra cái ca đó sẽ đi tạm hồi xưa là mình phong tỏa thấy rằng rằng, rằng lấp luôn cái khoa đó ha nhưng bây giờ là nó không nó chỉ còn cách ly những cái vùng nào cần cách ly thôi ở tạm thời là giống như là uh, niêm họ lại giới hạn họ lại ở chỗ đó để mình điều tra vì nếu mà mình truy vết rất là nhanh trong vòng 2 giờ đồng hồ mình hoàn thành thì nó không ảnh hưởng gì lớn nhưng nếu mình truy vết chậm thì cái thời gian mà mình phải cách ly y tế này là khá là dài khá là dài thì các anh chị lưu ý nó có mấy cái điều kiện mà họ có cách ly này một một lọ ca tức là một lút ta cái thứ hai là cái khoa đó mà họ coi là không có tuân thủ 10 cái yêu cầu quản lý khoa vùng xanh nghĩa là thực hiện 5 ca thông thường hàng ngày là là không có tốt thì 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 lưu lúc đó họ sẽ phải cách ly y tế cách ly y tế và nếu mà họ truy vết mà mình thấy là bằng chứng lên lên nội tại có rất nhiều F1 hoặc là thậm chí là phát hiện F1 đã chuyển dương thì lúc đó sẽ cách ly y tế chính thức. Còn cái thời gian cách ly trước đây cũng rất là dài nhưng bây giờ cách ly y tế chính thức đó người ta F1 cách ly có 7 ngày thành ra thời gian cách ly y tế chính thức này cũng chỉ từ 5 tới 7 ngày thôi tới từ, kể từ ngày tách cái F0 cuối cùng đó ra. Cái F0 cuối cùng ra thì nó thời gian nó ngắn hơn rất là nhiều. Đó thì chúng ta lưu lưu ý uh, uh, cái, cái 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 điểm này. Vì nếu mà bình thường mà mình làm tốt cái khuyến cáo 10 cái nội dung quản lý ở khoa vùng xanh á thì chúng ta gần như là rất là khó bị bị cách ly y tế và khi bị cách ly uh, khi bị cách ly y tế thì phải thực hiện 10 yêu cầu quản lý ở khu vực cách ly y tế tạm thời hay cách ly y tế chính thức thì nó có những cái nội dung này uh, nó cũng gọn có một cái trang thôi thì thì uh, mình nghĩ là nó không có gì khó để để chúng ta thực hiện nó chỉ có mấy cái mà mấy cái mà mà mình hay ít làm á mình hay ít làm là vệ sinh bề mặt á à, vệ sinh bề mặt á, thì mình làm không có được tốt thành ra mình phải lưu ý cái chỗ đó cái thứ hai nữa là đã bị cách ly y tế rồi thì đây cái chuyện thực hành 5 k bây giờ lúc thời điểm đó đó thực hành 5 k không phải là thực hành có giám sát nữa mà thực hành có kiểm soát nghĩa là hoàn toàn mình có thể lắp camera để mình kiểm soát người ta thực, tuân thủ thực hành 5 k nó là nó có cái điểm khác ở cái chỗ mà khoa vùng xanh lúc bình thường với là một khoa vùng xanh mà nó bị cách ly y tế những cái phần này là hồi nãy niệm 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 nói rồi ha thành lên niệm xin lướt qua ha, nhiều f1 hay là gì thì nhân viên y tế mà nếu mà nhân viên y tế mà f0 mà vô chăm sóc có tiếp xúc với bệnh nhân thì coi như là giống giống như là nó xuất hiện f0 ở cái vùng xanh vậy đó nhân viên y tế mình có thể lây cho người ta nếu mà không tuân thủ thành ra mình sẽ lại điều tra giống y chang như như là cái cái trường hợp mà bệnh nhân đang ở cái vùng xanh chúng ta lưu ý chỗ đó phần gần cuối ha phần gần cuối trước khi mình đi vô cái phần hướng dẫn đánh giá đó là quản lý nhân viên tới cách ly tại nhà mình lưu ý là nhân viên tới cách ly tại nhà không phải chỉ là cách ly thôi Tại vì nếu bệnh nhân mà mình cho họ đi về nhà Coi như là xong rồi đó ha Mình làm kết nối là mình thông báo về địa phương Rồi họ đi về coi như mình xong Mặc dù bệnh nhân cũng có thể lên cổng Zalo gì đó là gọi điện thoại hay gì cho mình Rồi hỗ trợ họ từ xa Nhưng mà gần như là sau khi họ rời khỏi bệnh viện Là mình xong nhiệm vụ Tuy nhiên đối với nhân viên thì không phải Nhân viên cách ly y tế, nhân viên theo dõi nhân viên y tế tại nhà, cách ly tại nhà Nó gồm có ba cái phần Thứ nhất là cách ly Đương nhiên phải làm, chắc chắn là phải có quy định cách ly vì nếu họ họ là F0 báo trên cổng 8082 và nhân viên tế phải báo 08086 nữa, có hai cái cổng ha. 8082 để quản lý người nhiễm, 8086 bác sĩ Hương là báo cái danh sách về cho họ quản lý viên về nhân viên y tế. Còn 8082 là cổng chung, tất cả người nhiễm đều đi qua cổng 8082. Nếu là F1 thì phòng kế hoạch tổng hợp phải ra cái quyết định trình cho giám đốc ra quyết định cách ly. Cái này là quyết định 41558 của Bộ Y tế quy định cái đó. Ha, à, chứ không phải chứ không phải và trong cái luật phòng chống và định nhiễm cũng 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 quy định cái này đồng thời là cái người cách cái người cách ly đó phải được báo kết nối với y tế địa phương có hai hai người báo cáo kế hoạch tổng hợp là đương nhiên sẽ báo trên cái cổng hồi nãy 8082 rồi 8086 rồi còn cái người cái người nhân viên đó về cũng phải báo với y tế phường nếu chúng ta không báo là chúng ta vi phạm và chúng ta lưu ý chỗ đó ha cái nội dung thứ hai là quản lý nhân lực tại vì còn phải chấm nghỉ phép nghỉ ốm nghỉ bù nghỉ gì đó không biết thì tùy theo cái tình huống này xử lý cái này thằng tổ chức này. và thời gian cách ly hiện nay là như vậy thì uh, họ rút cái kiểu gì đó không biết nhưng mà hiện nay là có ba mốt thôi 7 ngày 10 ngày với 14 ngày 7 ngày là F1 cách ly mà hiện nay thành phố đang xin là cách ly F1 mà ở f mà không có triệu chứng cũng giảm xuống ha nhưng cũng giảm xuống có 10 ngày chứ Chứ không phải, hồi trước là 14 ngày là cách ly tại nhà 14 ngày thành phố mới xin cứu quy định hôm qua mình sẽ đăng báo đó bộ y tế mới có công văn á là cho phép là mình thành phố Hồ Chí Minh thí điểm cách ly đi 10 ngày còn chủng vẫn là 14 ngày các anh chị vậy nơi nào địa phương nào phường xã nào mà họ đã thí điểm theo cái mới thì mình được hưởng 10 ngày còn họ chưa thí điểm họ làm theo tiêu chuẩn thì vẫn là 14 ngày đó là chúng ta lưu ý cái chuyện thứ ba quản lý cái người này là theo dõi và điều trị từ xa vì đó là nhân viên của mình mà mình phải theo dõi họ vì có hai thứ cái chuyện theo dõi mà nếu mà đi lên cổng tám hai rồi thì mỗi ngày mình khai báo y tế rồi có gì mình liên lạc y tế địa phương đó là chuyện bình thường của một người nhiễm riêng đối với bệnh viện mình thì uh, trong hướng dẫn cái thông báo mà bác hồi nãy nói là bác sư hương mới vừa gửi lại cho các anh chị đó thì giao cho lãnh đạo khoa phòng phải theo dõi cái người cái nhân viên của mình Người của mình mà mình phải theo dõi để hỗ trợ Có cái gì khó thì mình hỗ trợ Và bệnh viện cũng Trong cái hướng dẫn số 10 á Ở cái phần sau nó có cái QR code Và nếu mà quét cái QR code đó Nó sẽ vô Google Form để khai báo Những cái dấu hiệu phải theo dõi tại nhà Theo cái hướng dẫn uh, Theo dõi không tại nhà của Bộ Y tế Và cái Google Form đó nó đã được Cài đặt để cho Khi mình gõ vô mạch nhịp thở Hay spo 2 hay là cái dấu hiệu gì đó thì nó sẽ tự động tính điểm và nó gửi về cho cái người khai báo đó nếu điểm nó đạt tới một cái mức nào thì người ta cho lời khuyên là phải gọi cho ai hay làm cái gì có hành động thì đây là nó hoàn toàn tự động hết các anh chị ờ, mình nên có phần này cái này á cái này là cái người mà có quyền xem á, là ở phòng cơ quan tổng hợp mà cụ thể là bác sĩ hương nữa bác sĩ hương là được cấp quyền cho xem cái phần này à, còn cái phần đánh giá rủi ro đánh giá rủi ro là bác sĩ thủy kiểm soát nhân khuẩn và khoa kiểm sát nhiễm khuẩn thì có quyền coi vô cái form đó còn cái người nào khai thì họ coi cái phần của họ chứ còn không có coi không có sửa không có chỉnh sửa không, không có quản lý được cái phần đó đó thì chúng ta lưu ý chỗ cách liên nhân viên ở nhà nó có nhiều thứ còn nếu không á, mình không làm á, thì tới dừng nó xảy ra rồi quyền ảnh hưởng quyền lợi của các anh em đó thì lưu ý là nó có hai cái thông báo niệm nhắc lại chỗ này ha 624 với 794 còn khi nào mà mình cập nhật thành cái hướng dẫn À, thì sẽ triển khai cho các anh chị xem. Đó là xong cái phần thứ nhất ha. Phần thứ nhất chắc là chắc là mình bỏ cái thảo luận phần một này đi. Niệm trình bày nhanh cái phần thứ hai đánh giá rủi ro rồi có gì mình thảo luận luôn. Niệm sẽ không triển khai chi uh, tiết cái hướng dẫn số 10 hướng dẫn số 10 mà sẽ đi nhanh thôi. Đó, cái phần này chắc là khỏi làm trắc nghiệm đi. Vì sao đánh giá nó nguy cơ lây nhiễm? chứ không là nó hết giờ. Đây là niệm tích một số điều. Điều thứ nhất là điều 31 ở chương 216 của luật phòng chống truyền nhiễm là nhiệm vụ của bệnh viện á, cơ sở y tế là thực hiện bốn nhiệm vụ sao? Trong đó có cách ly, khử khuẩn rồi trang bị phương tiện phòng hộ rồi các biện pháp khác là từ cụ thể là theo dõi sức khỏe đó. Cái thứ hai là cách ly theo từng nhóm bệnh. Như hồi nãy có ví dụ là nếu F0 mà đã confirm với lại F0 ông mà mở gọi là mới nghi thì thôi mới có test nhanh mà mình cho nằm chung là mình sai mình vi phạm điểm một của điều khoảng một của điều 32 cái thứ hai nữa cái điểm bốn là theo dõi sức khỏe của thầy thuốc nhân viên trực tiếp chăm sóc và điều trị người bệnh tình nhiễm nhóm A thành ra nếu mình không theo dõi cái này á là mình sai và trong hướng dẫn đánh giá rủi ro người ta có tạo một Google Form nhân viên y tế ở cái khu vực nguy cơ cao mỗi ngày sau khi kết thúc ca làm việc thì phải khai báo trên này và nó cũng cho về cái điểm về tự động nếu mà điểm mình là điểm cao lên thì phải gọi điện thoại báo cho lãnh đạo trực tiếp là tưởng khoa để dưỡng trưởng để họ vô họ cộng form lại có đúng là nó cao thiệt không và nếu cao là đánh giá là nguy cơ lây nhiễm cao thì ngay lập tức phải thực hiện xét nghiệm PCR và cách đi 7 ngày còn nếu nguy cơ thấp thì chả làm gì cả mà thực tế thì từ bữa giờ cái form này niệm theo dõi á, thì chỉ có những anh chị nào mà ở trong khoa có F0 khi mình đánh giá nó có còn những nhân viên mà ở nguy cơ cao ngoài kia là hầu như rất ít làm rất ít làm ha. cái lưu ý là mình phải dẫn cái phần này để nói là đây là nó dắt dây từ lục phòng chống bệnh truyền nhiễm ha cái điều 33 thì có là thực hiện cái biện pháp phòng lây nhiễm theo điều 31 là hồi nãy có bốn cái điểm á nếu mình không làm cái đó thì mình sai giữ bí mật thông tin liên quan đến người bệnh thì những cái thông tin của người bệnh nhiều khi mình trao đổi qua cái mạng xã hội á thì mình cẩn thận cái điều 34 người ta người ta có cái khoảng một á người bệnh ha nhân viên y tế mình nhiễm tức là họ được tính như người bệnh thành ra cái, cái điểm c khoảng một của điều 34 quy định là mắc bệnh truyền nhiễm a thì phải đăng ký theo dõi sức khỏe tại xã phường nơi cư trú vậy nếu mà ở cơ sở y tế họ cho xuất viện về thì phải khai báo bây giờ mình không có triệu chứng hay nhẹ mình cho về cách ly tại nhà thì phải khai báo còn không mình sẽ vi phạm cái, cái 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 điểm c này điểm c này thì tương ứng như thế thì nghị định 17 2020 họ quy định họ quy định xử phạt các anh chị bây giờ mình không tư vấn này mình không đăng ký sức khỏe thì phạt từ 1 tới 3 triệu đó thì nó có cái khung hết thành ra chúng ta phải coi rồi mình không có thông báo với cơ quan nhà nước khi phát hiện môi trường mà tác nhân truyền nhiễm A người mắc bệnh nhóm A vì cái này chỗ này là kế hoạch tổng hợp nè anh, anh, Túng. vậy nên nếu mình không báo cáo như đợt trước mình đã báo cáo số một ngàn mấy cái cái f á thì nếu là chiếu theo cái này nghị định 117 mà kiểm tra xuống phạt 5 tới 7 triệu. Không phạt phòng cái tổng hợp đó. Đó, nó có điều khoản hết đó. Ừ, à, chưa, chưa gì nữa. Cái đó báo cáo trong vòng 24 giờ mà anh anh đừng nào anh con. Còn cái điều 11 này quy định là không lập danh sách theo dõi những người tiếp xúc. Vậy nếu mà hiện nay á, là có một số khoa phòng là khi có em không là biểu truy vết truy vết truy vết và cứ để đó là cũng sai luôn thì nếu theo cái khoản này á đi 11 này điểm C khoảng 1 này phạt từ 5 tới 10 triệu không theo dõi lập danh sách nhiều người tiếp xúc nếu không xảy ra chuyện thì thôi xảy ra chuyện thì họ cái do căn cứ thôi là niệm trích ra cho các anh chị coi rồi bây giờ đi chi tiết về cái hướng dẫn truy vết thì nó cũng dễ thôi đây này cũng y theo những hướng dẫn có yếu tố nguy cơ lây nhiễm không ở đây có ba cái tiêu chí một vị trí làm việc hai phơi nhiễm tai nạn lao động ba yếu tố dịch tễ là tiếp xúc tức là họ bị truy vết mình trong danh sách sơ bộ f 1 là mình phải khai mà niềm nghĩ là làm cũng đơn giản mới vừa tuần trước nữa là phòng niệm phòng niệm có người bị là thế là um, niệm đưa qr code ra nói là trong vòng 10 phút làm sao đó làm không là bác sĩ thủy phê bệnh thì khai lên trên đó thôi chút xíu là bác sĩ thủy còn form là nguy cơ thấp thôi bữa sau nghe nói là nói sao phòng quản lý chất lượng nó đi làm ủa bác sĩ thủy còn phong nguy cơ thấp thì đi làm à, hệ thống nó như vậy mà <laughs> nói mồ luôn thì cái hướng dẫn này mặc dù nó con trang nhưng cái tham chiếu nó rất là nhiều các anh chị ở đây là tham chiếu những cái công văn hướng dẫn của sở cũng như ba quyết định của sở của bộ y tế là quản lý phòng tại nhà chăm sóc hướng dẫn chăm sóc phòng tại nhà và phòng lây nhiễm cho nhân viên y tế thì cái chính là 4158 phòng lây nhiễm cho nhân viên y tế thì nếu đánh giá chỗ này trả về là không không điểm hết thì coi như bình thường bệnh viện đang xét nghiệm định kỳ thì mình làm bình thường thôi nhưng nếu nguy cơ cao thì phải ngừng làm việc theo dõi sức khỏe và xét nghiệm chỗ này trong hướng dẫn này ban đầu nó thực hiện theo nghiêm theo cái 4158 là làm xét nghiệm ngày 1. Làm xét nghiệm ngày 1 ha. thực thật ra xét nghiệm ngày 1 để chứng minh là người đó trước đó chưa có bị thôi chứ thực ra nó không có ý nghĩa gì mà phải cái xét nghiệm ngày ngày 3 tới ngày 7 thì cái xét nghiệm này nó mới có giá trị để coi cái lượt tiếp xúc của họ có có vấn đề gì không. Hiện nay theo quy định mới của mình theo quy định mới của mình thì cái ngày 14 này có không còn phù hợp nữa đúng không? Tức là mình chỉ xét nghiệm ngày thứ bảy thôi. Ngày thứ bảy mà âm tính là mình ngừng. Đó. Thì nếu mà mình nếu mà mình không xét nghiệm được ngày 1 mà người đó đã được tách ra thì tốt nhất là xét nghiệm từ ngày 3 đến ngày 5, ngày 7 gì đó rồi một ngày thứ 14 thì nó vẫn chỉ có hai cái lần xét nghiệm thôi. Nhưng cái hiệu quả là sẽ cao hơn. Đó là cái 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 điểm thứ nhất. Sau khi mà xét nghiệm mà nếu là đi theo cái đường hướng tốt và âm tính á thì hoàn thành đủ thời gian cách ly bắt buộc thì đi làm lại bình thường, không có vấn đề gì. Tuy nhiên nếu người đó mà xét nghiệm mà ra dương, tức là họ chuyển thành F+, thì thì mà đủ điều kiện cách ly tại nhà thì như hồi nãy Niệm nói, ở đây là có thể theo dõi trên cái Google Form hàng ngày. Thì theo dõi cái này này, cái Google Form này Niệm theo dõi thì Niệm thấy cũng có một số bạn khá là kỳ. Tự nhiên hay đang làm cái thấy báo email báo là có một cái bạn đó là điểm rất là cao bữa trước là báo bạn đó báo là nó lên tới 16 17 điểm thì niệm phải vô kiểm tra liền ai mà điểm lên cao dữ vậy bình thường là 8 điểm là thấy chạy tê tua là mà đây lên tới mười mấy điểm thì lên thấy bạn khai á là nhịp thở của bạn là 83 lần cái niệm tại vì nguyên tắc là Google Form là người đó phải tỉnh táo mới khai được khai được thì nó nó đi lại thì người đó phải xem được họ tỉnh táo họ mới khai chứ không tỉnh là sao khai thì niệm mới gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe. Bạn đó là khỏe ru bình thường. Hỏi em khai em để ý tí xíu em khai nhịp thở của em. Mà bằng nhịp tim luôn 83 lần. Rồi. Dạ dạ. Hôm sau đang làm lại nhảy lên một cái email giống y chang như vậy nữa. Lại vô. Vẫn khai nhịp thở 68 lần. Thành ra cái này á. Là đề nghị những cái form này. Thì nêm đề nghị là mỗi người làm có trách nhiệm một tí xíu. Cẩn thận một tí xíu. Chứ nếu không á mà nó nhảy email hoài á là cái nhóm mà phụ trách á ở cái phòng á là cũng tê tua luôn à, cái này mình phải coi ha còn nếu mà mình đánh xong á mình phát hiện đánh sai nó gửi về cho mình một cái bảng mình biết đánh sai thì ngay lập tức mình làm lại liền mình làm lại liền thì cái người đó họ vô họ không cần phải còn form gì tại họ thấy đánh lại liền ha là biết là đánh sai đó là cái quy tắc chung như vậy ha chứ còn không thì khá là khó đó thì những cái cái phần cái cái phần hướng dẫn này nó để có sẵn và nếu mà anh chị nào mà thấy không có khai á không có khai được á thì thì có thể là khai trên giấy rồi cũng có cái hướng dẫn sẵn cho các anh chị scan vì cái này cho ai xem và cho ai chỉnh sửa lưu ý là khai á, thì khai trên form xem thì có thể xem trên sheet và cái người xem á, là bình luận là khoa phòng còn cái người chỉnh sửa là tổ tri vết Cụ thể là kiểm soát nhiễm khuẩn họ chỉ sửa. Ví dụ như người đó khai là 5 điểm Nhưng mà nhóm họ điều tra Họ phỏng vấn sau khi phỏng vấn họ thấy điểm thấp Thì họ sẽ Comment ở trên đó Rồi họ sửa cái điểm đó lại Thì cái người khai sẽ được nhận một cái bản sao Về cái kết quả khai cái khai của họ hoàn toàn không chỉnh sửa trên form nó vẫn còn nguyên đó sau này muốn truy vết lại cũng rất là dễ nhưng sẽ gửi về một cái bản lại là điểm nó xuống bình thường và người đó có thể rút kinh nghiệm là làm sao khai cho nó chính xác thì đó là cái cách mà cái hệ thống này nó hoạt động thì cái cái cách mà xem thì có một số anh chị đã được cấp quyền vào xem thì thấy gì chắc là nó không khó thì từ cái liên kết đó mình vào khi mình đăng ký cấp quyền thì họ cấp quyền thì nó sẽ gửi một cái quay về email cho mình một cái đường liên kết mình nhắn vào đây để mình vào xích ờ, có những cái công cụ lọc này ha, khoa phòng họ tên hay số điện thoại gì đó mình lọc theo cái đó rồi nó sẽ ra cái mình muốn để cho nó thu ngắn cái danh sách còn các anh chị thấy không cần thiết thì cứ kéo xuống phía dưới thì sẽ thấy thôi không có gì hết xem kết quả nếu mà thấy kết quả nó nó phù hợp thì thôi mình xác nhận còn nếu không phù hợp thì mình comment ở đây là mình có ghi xác nhận của khoa phòng hay mình lít chuột ở đây mình có thêm những cái comment vô đây lưu ý là ở khoa phòng thì không thể sửa gì trên đây hết nha trên này là họ khóa anh chị không có sửa được mà anh chị chỉ đánh cho đây chỗ cái comment đây thì khi mà nếu mình thấy không ấy thì mình có thể hỏi nhân viên, phỏng vấn nhân viên để mình cần thì mình comment. đó là cái cái cái, cái phần của, của 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 khoa phòng. Bây giờ để chỉnh sửa, để chỉnh sửa điểm thì cái này chắc là ở chỗ kiểm soát dụng khuẩn làm thôi, có một số bạn làm thôi chứ không phải là các khoa. Để tương tự như vậy mình vào form là người ta hướng dẫn kéo xuống cái phần trả lời rồi chọn summary rồi chọn thẻ email rồi kéo xuống để chọn cái email. Rồi nói gì thôi quy trình thấy gì thế kéo có hai ba cái là tới rồi tới cái form tới cái form mình chỉnh sửa à, giả dụ đây là một cái nhân viên họ họ, họ khai xong mình thấy nó có trục trặc vậy thì mình sẽ nhấn vô cái chỗ phản hồi này nhấn vô chỗ thêm phản hồi này này để mình chỉnh sửa thì nó sẽ mở ra cái cửa sổ phản hồi tại sao mà cái chọn vô cái tên thứ nhất là nó ấn tượng phản hồi cho người nào thứ hai nữa đây là cái phiêu đầu tiên thành như dùng mở form là thấy liền chứ anh chị để những cái dưới cũng được không có sao nhưng mà mình thống nhất hướng dẫn với nhau là để vô cái chỗ cái field đầu tiên là cái tên. Rồi nhập vô phản hồi rồi mình nhấn lưu. Nhấn lưu xong á, nhấn lưu xong rồi thì, thì các anh chị sửa điểm ha. Tương tự như chỗ nào mà họ đánh sai mình sửa điểm lại rồi mình phải đi trang nhật thêm phản hồi rồi mình lại lưu. Mình lưu. Sau khi mình lưu cái này xong á thì mình quay trở lại nó sẽ trở lại đúng cái khai báo của cái người hồi nãy và sau khi chỉnh sửa điểm thôi mình chỉ cần nhấn nút cho điểm thì họ sẽ xem lại cái điểm cái, cái 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 báo cáo này cho cái người mà khai báo để họ biết là điểm của họ đã được chỉnh và họ bị sai cái gì để lần sau họ rút kinh nghiệm đó là cái hệ thống cái google form nó làm như vậy ha à, cái, cái phần này nên xin xin làm nhanh hơn thôi